tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi, tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng, mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác, mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh độ, đại sư Tỉnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu, và trong phòng khách của ngài treo một bài văn ngắn: Thôn Hương Trai Minh. Nói như vậy: quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhang, không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung. Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội học không nổi, vì niệm Phật không kiên trì, thường hay gián đoạn. Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết. Cho đến vị lão hòa thượng cận đại nhất là ngài Hải Hiền, kỳ thực bao gồm tất cả những người đã giảng sanh được ghi trong Tịnh độ Thánh Hiền lục, họ đều có một điểm giống nhau trong sự thành tựu việc niệm Phật. Đó là gì? Chính là tâm sanh tử tha thiết. Đây là một tiền đề lớn thường dễ bị nhiều người bỏ sót. Chúng ta xem DVD của lão hòa thượng Hải Hiền, cả một đời của ngài, mỗi thời mỗi lúc mỗi nơi đều tiết lộ tâm sanh tử vô cùng tha thiết của ngài. Một khi sanh tử tâm thiết thì nhất định tâm cầu giảng sanh cũng rất tha thiết, nhất định mong mỏi sớm một ngày giảng sanh. Thế giới này khổ không kể xiết, lưu lại đây để làm gì? Tốt nhất vừa nhắm mắt, A Di Đà Phật lập tức dẫn ta đi, một phút cũng không muốn ở lại thêm làm gì. Như ngài Hải Hiền vậy, đây gọi là chân tín thiết nguyện. Chúng ta đọc thơ của người xưa sẽ hiểu được loại tâm tình này. Thí dụ như mọi người đều quen thuộc câu nói của ngài Trung Phong Quốc Sư: tiện tự kim triều thành Phật khứ, lạc bang hóa chủ dĩ khiêm trì, ná kham canh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Tạm dịch: ngay giờ giảng sanh đi thành Phật, A Di Đà Phật đã chê muội, còn muốn luận bàn kinh với giáo, cam chịu luân hồi không ngày xa. Chúng ta lại xem bài thơ của đại sư Nhật Quán: trong mộng khóc với Phật, nguyện con sớm ra đi, hoa sen tuy bé nhỏ, vĩnh thoát dực luân hồi. Ý nói là dù trong giấc mơ cũng không ngừng gian sinh khóc với Phật, cho con sớm rời khỏi ta bà, trở về với ngài. Không mong cầu cao lắm, chỉ cần đóa sen nhỏ be bé hé rỡ thôi, từ nay sẽ vĩnh viễn thoát khỏi dực thẳm của tử ma, vĩnh viễn giải thoát. Điều này đã nói rõ trong tâm của ngài duy chỉ một nguyện vọng lớn nhất là giảng sanh thế giới Cực Lạc, là thật tâm cầu nguyện giảng sanh. Bây giờ chúng ta xem nguyên văn hai câu nói của ngài Hải Hiền: này ta đã hơn 100 tuổi rồi, phải giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Lão Phật gia, tức nói A Di Đà Phật,
là căn gốc của lão hòa thượng ta. Ta đã mấy lần cầu xin lão Phật gia cho đi theo ngài, nhưng lão Phật gia không chịu và nói: con tu tốt, phải sống thêm 2 năm nữa để làm gương cho mọi người. Một câu nói khác của ngài Hải Hiền: ta phải gấp rút niệm Phật, cầu A Di Đà Phật đến đón. Hai câu nói trên của ngài, chúng ta chớ có xem thường và hãy tự hỏi: cả một đời này có được mấy lần phát xuất từ nội tâm thật cầu vãng sanh? Lại có được mấy tiếng Phật hiệu xuất phát từ tâm tin sâu nguyện thiết, hoàn toàn nhiếp tâm để trì niệm? Đây là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến. Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Ấn Quang Đại Sư nói: nguyện vãng sanh ít thật do tín nguyện không tha thiết tạo nên. Ngài Hải Hiền cả đời duy trì lục tự hồng danh, thời thời khắc khắc, ngày ngày tháng tháng, năm này qua năm nọ, không hề gián đoạn. Vì sao ngài có thể làm được như vậy? Chúng ta hiện nay đừng nói từ đầu đến cuối năm đều niệm Phật, ngay cả một ngày niệm Phật cũng niệm không được tốt. Khi tinh thần tỉnh táo thì vọng tưởng, lúc uể oải thì ngủ gục. Niệm một hồi không muốn niệm nữa, hoặc niệm không vô, có phải vậy không? Tóm lại, sở dĩ ngài Hải Hiền có thể 24 giờ câu Phật hiệu không gián đoạn là do tâm sanh tử tha thiết. Tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi, tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng, mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác, mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ, đại sư Tịnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu, và trong phòng khách của ngài treo một bài văn ngắn: thôn hương trai minh, nói như vậy: quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhang, không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung. Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội, học không nổi, vì niệm Phật không kiên trì, thường hay gián đoạn. Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết. Sư phụ của ngài tu hành ở chùa Quảng Tế Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường. Sau khi nhà nước mới của Trung Quốc thành lập, thiền đường ngừng việc cúng giáng đàn. Truyền Giới Công mới trở về núi Đồng Bách kết cỏ tranh khai hoang, dẫn đồ đệ vất vả cần cù cánh tác, cùng lúc nuôi trồng dược liệu, đích thân làm y phụ. Trung Quốc từ Tùy Đường đến giữa Triều Thanh, Phật pháp hưng thịnh, trong mỗi một tông đều có cao tăng đại đức xuất hiện, người minh tâm kiến tánh thật có. Hòa thượng Hải Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi, hòa thượng Truyền Giới, sư phụ của ngài, cũng là người minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp khí, đây là công phu của ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tư chất của ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta nói đến. Hòa thượng Truyền Giới biết có người này, tuy chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ,
nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Phàm là người như vậy đều sẽ có thành tựu. Chỉ cần con đường chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công. Sư phụ của Hòa Thượng Ái Hiền có thể quán cư, ngài ứng cơ thí giáo đối với người nào dạy pháp gì. Nếu như người này có thể giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên anh ta niệm Phật nhập môn, người trung căn chỉ quán nhập môn, người hạ căn lễ sám nhập môn. Sư phụ của Hòa Thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài niệm liên tục. Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trả lời thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy. Một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, cả đời không có thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh, cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người hỏi ngài, ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời kỳ văn hóa đại cách mạng, Hồng Vệ Binh bị mất tháp của Hòa Thượng truyền giới, thế nhưng lại phát hiện mộ huyệt trống rỗng, không nhìn thấy tro cốt. Hòa Thượng truyền giới nhìn xa thấy trước, đem tro cốt giấu dưới tháp, cho nên không bị phát hiện. Vì sao? Hòa Thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới mộ huyệt. Ngài gặp vô vàn khó khăn mới bảo tồn lại được tro cốt của sư phụ. Mãi đến năm 1991, Hòa Thượng Hải Hiền mới đích thân dẫn đồ đệ xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách và đem tro cốt của sư phụ an táng lại. Mỗi năm tiết cúng tế, Hòa Thượng Hải Hiền nhất định phải đi bái tế mộ tháp của sư phụ. Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của pháp sư truyền giới, sư công của Hòa Thượng Hải Hiền, vào cuối Thanh đầu Dân Quốc có thể gọi là thiền môn thạc đức, đạo đức thánh cao. Những năm cuối đời, theo lời thỉnh cầu của chư đệ tử phía Bắc, di cư đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Thiền khách trong nước nghe danh mà đến như mây mù dày đặc. Viện Di Lặc ít hôm biến thành Tùng Lâm Đại Tự Viện, cùng với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam liên hệ phối hợp nhau từ xa. Lúc bấy giờ thiền khách đều biết Nam hữu Cao Mân Kim Sơn, Bắc hữu Di Lặc Thiền Viện. Năm 1952, Chân Không Thiền Sư Thượng Nhân, Thiền Sư Trực Tánh, sau khi nhập định 14 ngày, đoan tọa mà tịch, thọ thế 80 năm. Sau khi trà tỳ hỏa táng, được hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng. Năm 1954, các đệ tử của Chân Không Thượng Nhân bộ hành đến Bắc Kinh, nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của Chân Không Thượng Nhân về an táng tại chùa Tháp Viện núi Đồng Bách. Pháp sư Hải Mặc, pháp sư Hải Biên là những vị từng cùng với Hòa Thượng Hải Hiền kết am cộng tu trên núi Đồng Bách, và bản thân Hòa Thượng Hải Hiền đều đã tham gia hàng ngũ hộ tống lần này. Hòa Thượng Hải Hiền không những thực hiện đức hạnh tôn sư trọng đạo đầy đủ đối với sư phụ, sư công, mà còn vào những năm tháng khó khăn từng một mình phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên. Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An vân vân cướp bóc, đồng thời ép buộc tăng ni rời khỏi chùa chiền. Tăng nhân trẻ tuổi ồ ạt chạy trốn, chỉ có năm vị tăng nhân già yếu không có sức xuống núi. Hòa Thượng Hải Hiền bàn đón các trưởng lão đến chùa Tháp Viện chăm sóc. Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa chiền không có cúng dường nhang đèn.
hầu như là một mình Hòa Thượng Hải Hiền cả ngày vất vả cần cù, mãi đến khi các ngài từng vị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão Hòa Thượng còn phải chăm sóc mẹ già. Hòa Thượng ban ngày cày ruộng, đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường thường lại đến đầu chón mắt hoa. Hòa Thượng cứ như thế ngày rồi lại qua ngày, vất vả cực nhọc. Phật nói phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bên trong hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là thầy giáo làm đại diện. Phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng đạo mà họ đã truyền, cái gọi là tôn sư trọng đạo. Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng trí huệ của chúng ta có được từ thầy giáo. Một người cả đời phải nhớ công ơn trồng cây, hai ân nhân này không được quên. Hiếu thân, kính sư cũng là mỹ đức của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu là căn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, kính là bổn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ. Bổn chính là thân cây chính, là từ căn mà sinh ra. Trên thân cây chính có nhánh cây, từ nhánh cây lại chia ra cành cây, lại có thêm cành lá hoa quả. Những cành lá hoa quả này đều là từ một gốc rễ mà sinh sản ra. Giáo dục thánh hiền, Phật pháp đại thừa, nền móng đều là hiếu thân tôn sư. Cho nên văn hóa truyền thống của Trung Quốc và Phật pháp đại thừa là cùng một gốc rễ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền lợi thanh minh hàng năm và mùng 1 tháng 10 còn phải trở về quê nhà lên bộ tế tổ, bái tế thầy giáo. Điều này một cái là hiếu thân, một cái là tôn sư. Hiếu kính hai chữ này Hòa Thượng Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho người đời. Chương 5. Những năm đầu trên núi Đồng Bách. Hòa Thượng Hải Hiền từ năm 20 tuổi xuất gia, đến 81 tuổi trước khi đến chùa Lai Phật thường trú, liên tục sống trên núi Đồng Bách. Bây giờ do đường núi gập ghềnh, chùa chiền lại xa xôi, nơi hiểu lánh ít người đến, cho nên chùa chiền rất ít có sự cúng dường của cư sĩ và bá tánh. Sinh sống hoàn toàn dựa vào bản thân lao động cày cấy. Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng cần mẫn, làm công việc gì cũng không tiếc công sức, gánh nước, rửa rau, nấu cơm, rửa chén, chùi nồi, việc nào cũng dành làm. Hòa Thượng cố gắng hết sức không để thầy và các huynh đệ nhúng tay vào, trong tâm luôn nghĩ rằng để họ có nhiều thời gian hơn nữa để tu tập. Chùa chiền trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài, bao gồm nhà vệ sinh, Hòa Thượng Hải Hiền đều sửa sang, quét dọn thật sạch sẽ, đặt mình vào trong công việc, cảm thấy thoải mái vui vẻ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày của thầy và các huynh đệ, các dụng cụ nhà Phật, pháp khí và phẩm vật trang trí, Hòa Thượng cũng có thể kịp thời rửa sạch và sắp xếp, làm cho không bị dính bụi nhơ. Lúc đó, pháp sư truyền giới, thầy của Hòa Thượng thường nói với các đệ tử: Hải Hiền là tu Phật ở trong đời sống thực tế đấy. Điều này hiếm có nhất. Hòa Thượng Hải Hiền không những tận tâm tận lực quản lý việc trên dưới trong chùa, công việc đồng áng cày cấy ngài cũng là cố hết sức làm nhiều hơn. Thời gian từ năm 1940 đến năm 1942, Hòa Thượng Hải Hiền từng cùng với tông môn cao tăng pháp sư Hải Mạch, pháp sư Hải Viên, pháp sư Thủy Quang ở tháp Viện Từ núi Đồng Bách dựng nhà tranh cộng tu. Bấy giờ tháp Viện Từ đều phân đất cho mọi người để mọi người cày bừa trồng trọt. Hòa Thượng Hải Hiền một mình bao lại toàn bộ đất của ba người họ. Hòa Thượng Hải Hiền hồi ức nói: Tháp Viện Từ phân đất cho ba người, của Thể Quang, của Hải Mạch, của Hải Viên. Đất của ba người họ bỏ hoang thế rồi, một mình tôi đào lên đấy.
Pháp sư Diễn Cường và Hòa thượng Hải Hiền là bạn bè cũ hơn 40 năm. Pháp sư Diễn Cường do nhiều năm trước bệnh phong thấp chân đau không chịu nổi, từng một lần vứt bỏ chiếc giày, do đó có biệt hiệu Thiết Cước Tăng. Pháp sư Diễn Cường ca ngợi Hòa thượng Hải Hiền là đại đức cao tăng một thời. Lúc ngài quen biết lão hòa thượng, lão hòa thượng đã 60-70 tuổi rồi, thế nhưng thân thể vẫn rất mạnh khỏe. Pháp sư Diễn Cường nói: Hiền công mỗi ngày đều lên núi lao động. Nhân duyên xuất gia của Pháp sư Diễn Cường, người được gọi Thiết Cước Tăng này rất đặc biệt. Một buổi tối trước khi xuất gia, ngài nằm mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nói với ngài: Đến lúc rồi, chuẩn bị khởi hành thôi. Chỉ như vậy, ngài xuất gia ở núi Đồng Bách. Bây giờ điều kiện rất gian khổ, không có đồ ăn, cho nên Pháp sư Diễn Cường lúc nào cũng không định tâm tu hành. Ngài không quên hồng trần, không quên gia đình. Mãi đến có một ngày gặp được Hòa thượng Hải Hiền ở động Đào Hoa. Pháp sư Diễn Cường đến nay vẫn còn nhớ rõ Hòa thượng Hải Hiền giúp đỡ ngài lần đó. Ngài ấy tặng cho tôi một số cao thông, 1 cân đường đỏ và 40 cân hạt giống khoai sọ. Tôi về đem trồng khoai sọ, đến mùa thu hoạch thì thu hoạch lớn, khoai sọ đó sinh trưởng thập khả quan. Từ lúc đó trở đi, tôi mới bắt đầu định tâm tu hành. Cuộc sống lúc đó của Hòa thượng Hải Hiền chẳng hề dư giả gì. Pháp sư Diễn Cường vừa nhắc đến cuộc sống bấy giờ của Hòa thượng Hải Hiền thì nước mắt lưng tròng. Ngài nói lúc đó cuộc sống khổ quá. Hòa thượng Hải Hiền lúc đó khai hoang trồng trọt trên núi. Sau khi ngài khai khẩn đất hoang, trồng khoai lang, trồng khoai sọ, đây chính là thức ăn chính của các ngài. Nếu có người tu hành đã lên núi rồi, ngài còn tặng thêm cho người ta một số. Bản thân không đủ ăn thì đi đào thảo dược, bán đi rồi đổi về ít lương thực. Đến mùa thu, ngài bèn hái hạt dẻ trên núi, phơi khô rồi đem dự trữ. Lúc đó Hòa thượng Hải Hiền ngồi việc khai hoang trồng trọt, còn trồng cây trên núi hoang, hoặc là ngài tự mình gây trồng cây non, hoặc là vào trong lâm trường đào gốc ngô đồng rồi trồng trên núi. Pháp sư Diễn Cường không khỏi bùi ngùi nói: Cây trên núi Đồng Bách do chính tay Hiền công trồng trọt, thật là nhiều đếm không xuể. Lúc tôi mới lên núi cũng cùng với ngài trồng qua rất nhiều cây đấy. Sau khi Hòa thượng Hải Hiền xuất gia, đã trải qua 5 tháng hàng loạt động loạn bất an, quân phiệt các cứ, 8 năm chiến tranh chống Nhật, 3 năm nội chiến và văn hóa đại cách mạng sau này, vân vân. Trong những ngày gian khổ như vậy, Hòa thượng Hải Hiền tổng cộng đã khai khẩn 14 ngọn núi hoang, đất đai trên 100 mẫu, cúng dường tăng chúng, cư sĩ hàng ngàn hàng vạn, cây trồng trên núi hoang, tham gia xây dựng cầu đường, đường sông, phòng xá địa phương càng không thể tính đếm hết. Trước sau văn cách, Hòa thượng Hải Hiền vẫn thường xuyên cùng với người địa phương đi tu bổ cầu đường, hỡi đi thường là mấy tháng trời. Giống như Pháp sư Diễn Cường, Pháp sư Ấn Chí, đồ đệ của Hòa thượng Hải Hiền, mỗi lần nhắc đến sư phụ của ngài, lúc nào cũng vô vàn cảm xúc. Một lần, ngài đã biểu đạt đơn giản mà sinh động theo cách của ngài, để cho người bên cạnh hình dung lúc sư phụ của ngài cần cù biết là bao. Bùi ngùi nói: Kiểu cần lao của lão hòa thượng thực tế là không có cách hình dung. Nhất nhật bất tá, nhất nhật bất thực. Hòa thượng Hải Hiền sống một ngày thì làm một ngày. Ngài rất chuyên chú làm việc, rất chăm chỉ, không có trốn tránh chút khó nhọc nào. Ngài đã từng nói với Pháp sư Diễn Cường: Văn độ chúng sanh, võ tu hành đấy. Ông muốn thành Phật, ông không ra sức, không lao động, không đổ mồ hôi, ở đâu có việc dễ dàng vậy chứ. Nông thiền là tự viện thiền tông cổ đại Trung Quốc, dựa vào cơ sở kinh tế mà sinh tồn và phát triển.
khai khẩn đất hoang và nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực là phong thái thời đại nhà Đường lưu lại. Nhà Hán học trướng danh người Hà Lan Hứa Lý Hòa Erich Rucker sinh năm 1928, mất năm 2008, nói Phật giáo tồn tại Trung Quốc không hề là một kiểu mẫu hoặc hệ thống tư tưởng, mà trước hết là một phương thức sinh hoạt và một phương thức hành vi kỷ luật hóa cao độ. Điểm này ở nơi Tăng Lữ Thiền Tông đã đạt được sự thể hiện tập trung. Hòa thượng Hải Hiền là nông tịnh, xem trọng nhân nhau. Ban ngày ngài lao động, buổi tối niệm Phật. Pháp sư Diễn Cường hình dung Hòa thượng Hải Hiền cuộc sống lúc đó, nói: bây giờ tôi là người rõ nhất. Ngài ban ngày làm việc đấy, mệt đến đầu chóng mắt hoa, buổi tối còn niệm Phật, lạy Phật cả đêm. Hòa thượng Hải Hiền đã thể hiện phương pháp tu hành tốt nhất của thời đại hiện tiền này. Ngài vừa làm việc, công việc của ngài là trồng trọt, vừa một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chương 6: Kết lô cộng tu. Trong thời gian 2 năm, từ năm 1940 đến năm 1942, Hòa thượng Hải Hiền đã từng cùng với Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên và Pháp sư Thể Quang Cao Tăng Thiền Môn kết nhà tranh cộng tu ở chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách. Hòa thượng Hải Hiền mỗi lần đề cập chuyện xưa này, lúc nào cũng hết lời khen ngợi công phu tu trì của ba vị pháp sư. Một ngày vào năm 2012, 4 tháng trước khi Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, đáp lại yêu cầu của các cư sĩ Nam Dương kể chuyện xưa kết nhà tranh cộng tu năm đó, ngài nói: Hải Viên ở tháp Phật Nha ở Bắc Kinh, Hải Mặc chết trong đồng bằng đất chùa Nam Linh Sơn. Đến năm nay ông ấy chết được hơn 40 năm rồi. Hải Mặc biết thuyết, ông ấy giảng kinh, kinh gì cũng biết giảng. Pháp sư Hải Mặc sinh năm 1896, mất năm 1968, tự Đại Hắc, lớn hơn Hòa thượng Hải Hiền 4 tuổi. Hòa thượng Hải Hiền quen gọi ngài Đại Hắc Lão Hòa thượng. Pháp sư Hải Mặc tục gia họ Phương, tổ tiên là người rất giàu có. Từ nhỏ cả hai cha mẹ mất sớm do bà nội nuôi lớn. Từng là học viên trường quân đội Hòn Phố, còn học qua trường sĩ quan Nhật Bản, từng làm qua trưởng tham mưu 30 quân của quân cách mạng quốc dân. Lúc đầu không tin Phật, từng tu sửa một tự viện thành trường học. Một lần ở nhờ nhà người bạn, tiện tay lấy kinh Lăng Nghiêm đọc, bất giác ngộ ra, thế là vô cùng ăn năn, trả lại tự viện sau khi tu sửa. Không lâu sau thì tìm đến chùa Thánh Lương, lợi truyền kiệt công sư bá của Hòa thượng Hải Hiền, được ca ngợi trong thiền môn lúc bấy giờ có Nam Hư Văn, Bắc Truyền Kiệt, xuất gia. Cả ngày đi theo chúng lao dịch chặt đốn, đảm trách canh tác, không hề có tập khí quan liêu nhà giàu. Pháp sư Hải Mặc thích nghiên cứu kinh giáo, giỏi diễn thuyết. Năm 26 dân quốc năm 1937, bà nội của Pháp sư Hải Mặc qua đời. Pháp sư dựng nhà cỏ ở cạnh mộ, đọc tụng kinh điển Đại Thừa cho bà nội, thủ hiếu 3 năm. Siêu độ bà nội đã qua đời. Mùa thu năm 2008, Hòa thượng Hải Hiền lúc nói đến câu chuyện này với mọi người, rưng rưng nước mắt, khen ngợi rằng lòng hiếu thảo của lão hòa thượng Đại Hắc thật sự cảm động thiên địa vậy đó. Tôi đoán ông ấy phải là trong 3 năm dưỡng bộ niệm Phật thì khai ngộ rồi. Năm 1964, Pháp sư Hải Mặc sống ở chùa Linh Sơn, huyện Nghi Dương, Lạc Dương, Hà Nam. Từ đó từ bỏ vạn duyên, ở sau chùa là một cái đồng bằng đất, tự gọi Đại Hắc Quật, sống trong động tinh tấn niệm Phật. Từng hai lần cảm được Di Đà phóng quang báo hiệu kỳ hạn vãng sanh, ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 1968,
Pháp Sư Hải Mặc cáo biệt chúng đệ tử, vãng sanh Tây Phương, hưởng thọ 72 tuổi. Mối quan hệ của Pháp Sư Hải Mặc và Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng tốt. Hòa Thượng Hải Hiền lúc còn sống từng kể đến rất nhiều sự tích Pháp Sư Hải Mặc. Ngài còn nhớ rất rõ ràng lão Hòa Thượng Đại Hắc thích ăn bánh chiên. Thời kỳ đầu thành lập nhà nước Trung Quốc mới, Pháp Sư Hải Mặc còn sống qua 2-3 năm ở chùa Lai Phật. Lúc đó Pháp Sư Hải Mặc cả ngày được mọi người quấy rầy đòi ngài kể chuyện. Ngài ngồi xếp bằng trên tấm ván bằng đá ở trong tự viện. Mọi người quay quanh ngài nghe ngài kể chuyện cổ đại và thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Một lần mọi người đang nghe ngài kể chuyện, nghe thấy có động tĩnh bên ngoài tượng của chùa. Có người nói: có phải là đã có khách đến không? Lão Hòa Thượng Đại Hắc nói: không cần quan tâm họ, chỉ là thờ cạo đầu đi qua con đường này. Mọi người chạy ra cửa núi vừa nhìn, không ngờ là thợ cạo đầu, cho nên đối với lão Hòa Thượng bội phục sát đất. Pháp Sư Hải Viên sinh năm 1904, mất năm 2000, tục gia họ Chương, người thôn Chương Lâu, xã Đại Hà Đồn, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam. Từ bé chịu ảnh hưởng của bác gái, rất nhỏ thì đã kiên định chí hướng hoằng truyền Phật Pháp. 13 tuổi, năm 1919, lễ Hòa Thượng truyền tái chùa Vân Đài, đỉnh Thái Bạch, thế độ xuất gia. 16 tuổi, đến chùa Quy Nguyên, Vũ Hán, thọ cụ túc giới. Pháp Sư Hải Viên là truyền nhân đời thứ 10 một tông Lâm Tế. Mùa xuân năm thứ 33 dân quốc, năm 1944, Pháp Sư Hải Viên 40 tuổi xuống núi Đồng Bách đến Bắc Kinh tham học, từng thường trú ở viện Di Lặc và chùa Quảng Tế, một đi hơn 50 năm không quay trở lại. Pháp Sư Hải Viên tài trí siêu quần, một đời trì tụng kinh Lăng Nghiêm, thiền tịnh song tu. Năm 1979, Ủy ban Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phái Pháp Sư Hải Viên đến chùa Linh Quang ở Bát Đại Sứ Tây Sơn Bắc Kinh canh giữ tháp Xá Lợi Phật Gia. Ngài vừa giữ thì 21 năm. Lúc Pháp Sư Hải Viên đến chùa Linh Quang đã 75 tuổi. Bấy giờ văn cách vừa mới kết thúc, du khách Bát Đại Sứ không đông, mùa đông người càng ít. Cả một Tây Sơn tám mặt trống trải, vắng tanh không dấu chân người. Cơm phải tự mình nấu, rau cải phải tự mình trồng, uống nước phải gánh từ nơi xa, cô thân một mình giữ tháp. Sự gian khổ của việc làm đó không cần nói cũng biết. Tình hình của ngài lúc đó có thể cảm nhận một ít từ trong lời một bài thơ tên là Tảo Khó mà ngài viết lúc bấy giờ. Nguyệt thị thiền đăng tinh vi bàn, Phật nhã tháp bàn tọa bồ đoàn, Linh đài thâm sứ bồ đề trú, Cao tùng Lăng Nghiêm chấn tam thiên. Dưới sự chủ trì của Pháp Sư Hải Viên, tự viện đã khôi phục, đồng thời đối ngoại cũng cởi mở, giúp cho người thế gian được sự chiêm ngưỡng Xá Lợi răng Phật, một trong hai viên còn bảo tồn trên thế giới. Ngày 1 tháng 2 năm 2000, Pháp Sư Hải Viên đức cao vọng trọng, an tường thị tịch, hưởng thọ 96 tuổi. Sau khi trà tỳ thiêu ra được gần 2000 viên Xá Lợi, đến nay tôn tượng của Pháp Sư Hải Viên được dựng ở chùa Linh Quang, người đến chiêm ngưỡng nườm nượp không ngớt. Nhắc đến Pháp Sư Hải Viên là Hòa Thượng Hải Hiền hết sức ca ngợi. Hải Viên tu hành đó không phải là loại tinh tấn thông thường đâu. Lúc chúng tôi ở cùng nhau, ông ấy thường xuyên có thể quên ăn cơm, quên ngủ nghỉ. Thư mà Pháp Sư Hải Viên viết cho Hòa Thượng Hải Hiền mấy mươi năm rồi, Hòa Thượng Hải Hiền sau mỗi lần nhận được thư đều sẽ tìm cư sĩ Vương Xuân Xanh đọc cho ngài nghe. Sau văn cách,
chính là do Pháp Sư Hải Viên trong thư gửi đến, nói cho Hòa Thượng Hải Hiền biết về xu hướng của chính sách tôn giáo, chùa Lai Phật mới được kịp thời xây dựng lại. Pháp Sư Thể Quang sinh năm 1924, mất năm 2005, tục gia họ Viên, người Hạng Thành, Hà Nam, tự Ấn Huyền, đời 52 Chánh Tông Lâm Tế. Hòa Thượng Hải Hiền quen gọi Ngài Ấn Huyền. Pháp Sư Thể Quang 14 tuổi, một mình vào trấn Hắc Long, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam mở núi, xuống tóc xuất gia dưới tòa của Pháp Sư Hải Sơn chùa Phổ Hóa. Ngài thân tánh phi phàm, từng thân cận với Cao Tăng Đại Đức Lão Hòa Thượng Hư Vân, Pháp Sư Viên Anh, Thiền Sư Lai Quả, vân vân, sâu đến mức Lão Hòa Thượng Hư Vân khen ngợi, được công nhận là người đắc tâm ấn của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngày 24 tháng 1 năm 2005, Pháp Sư Thể Quang đoan tọa nhập diệt. Pháp Sư Thể Quang cả đời kiên trì lấy giới làm thầy, việc nông việc thiền xem trọng như nhau, quá ngọ không ăn, quanh năm một chiếc cà sa rách. Cho dù là cả thời kỳ vắng cách, những năm người xuất gia dồn dập bị ép thay đổi ăn mặc như đời thường, Pháp Sư Thể Quang vẫn một bộ cà sa rách như trước. Thường nói xuất gia phải trì giới ngồi thiền, tuân thủ thanh quy do tổ đặt ra, xin tiền từng nhận chức phó hội trưởng ban quản lý khó hai hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây, thủ tòa chùa Đông Lâm Lô Sơn, vân vân. Căn cứ theo ghi chép niêm phổ của Pháp Sư Thể Quang, Pháp Sư Thể Quang 19 tuổi, sau khi đến chùa Bảo Thông Vũ Hán Hồ Bắc thọ cụ túc giới, thành kính đi lên núi Linh Nham tham bái Xá Lợi Đại Sư Ấn Quang, xong thường trú nhiều năm tại đạo tràng. Sau đó Pháp Sư Thể Quang tìm đến chùa Vân Môn, đi theo Lão Hòa Thượng Hư Vân tập định tham thiền, đích thân trải qua Vân Môn sự biến. Lúc Pháp Sư Thể Quang đi thăm tình trạng vết thương của Lão Hòa Thượng Hư Vân, Lão Hòa Thượng tặng một bài kệ dục Ngài lập tức rời khỏi. Kệ viết: giá cá A Sư hội bất đồng, khôi đầu thổ liễm biến sắc trần, hoạch tháng lư tháng thường du hí, phi mau đới giác tùy chuyển luân, xú khí quân thiên nhân nạn cận, tạm giới nội ngoại mịch vô tung, nhược vấn hành điên kinh kỵ hứa, phi sắc phi không phi cổ kim. Thời đó Pháp Sư Thể Quang mới 27 tuổi. Sau khi Pháp Sư Thể Quang rời khỏi chùa Vân Môn, về đến chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách, sống gần 2 năm. Những năm 80 thế kỷ 20, Ngài cũng từng nhiều lần trở về núi Đồng Bách thăm viếng đạo hữu năm xưa. Hòa Thượng Hải Hiền từng kể một câu chuyện xưa. Thời kỳ vắng cách, Hồng Vệ Binh phê phán nghiêm khắc Pháp Sư Thể Quang. Hồng Vệ Binh để Ấn Hiền đứng trên băng ghế dài, trên cổ đeo một tấm thớt cối xe nhỏ. Ai dè Ấn Hiền người ta biết công phu, cắm chặt mã bộ trên băng ghế không hề nhúc nhích. Có một Hồng Vệ Binh dùng chân đá băng ghế, kết quả đã thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn bèn gọi đến rất nhiều người cùng đá. Băng ghế ngã rồi, Hồng Vệ Binh cũng té ngã cả đám. Nhìn lại Ấn Huyền vẫn cắm chặt mã bộ, chắc chắn vững vàng đứng trên đất. Số Hồng Vệ Binh này khiếp vía rồi, không dám đấu với Ngài nữa. Pháp Sư Thể Quang sống hơn 30 năm chùa Chân Như núi Vân Cư. Vì sao theo lời mời tín chúng Giang Tây, từ năm 1990 trụ trì thiền tự Tịnh Cư núi Thanh Nguyên. Rất nhiều cây cổ trong chùa Tịnh Cư đã khô chết. Pháp Sư Thể Quang về chùa núi Thanh Nguyên trong điều kiện cực kỳ gian khổ, phục hưng đạo tràng của tổ sư. Cây khô
vậy mà trổ ra lá mới, phục hồi được sức sống. Pháp sư Tuệ Quang trụ trì tổ đình chùa Tịnh Cư 15 năm, ngài sáng lập tòng lâm, lập giáo quy, kế thừa truyền thống xem trọng nông thiền như nhau của Phật giáo Trung Quốc, phục hưng đạo tràng tổ sư cho đến khi viên tịch. Lão Hòa Thượng Bản Hoán đức cao vọng trọng ca ngợi Pháp sư Thể Quang nói: Thiền sư Thể Quang lúc nhỏ xuất gia, đọc kinh nhập đạo, chấp trì cấm giới, bảo tham thực học, phục hưng tổ đình Thanh Nguyên, tiếp tục phát huy bách trưởng gia phong, an đơn tiếp chúng, phẩm hạnh đạo đức truyền xa, độ chúng vô số, thật là tấm gương của tăng nhân vậy. Trước khi Pháp sư Thể Quang viên tịch, từng dặn dò môn đồ đệ tử Giang Tây xây tháp lưu niệm ở nơi đất mà năm xưa bốn người cộng tu tại chùa Tháp Viện. Sau khi Pháp sư Thể Quang viên tịch, đồ đệ của Pháp sư Thể Quang trịnh trọng tuân thủ di mệnh lão hòa thượng, phái người đến chùa Lái Phật bái kiến lão hòa thượng Hải Hiền, báo cáo việc muốn đem móng tay và tóc của Pháp sư Thể Quang xây tháp thờ cúng. Lão hòa thượng Hải Hiền vui vẻ tán thán, liền tự đi chùa Tháp Viện vì việc chọn địa điểm xây dựng này. Pháp sư Diễn Tự cao túc của Pháp sư Thể Quang nói: Chúng tôi chọn rất nhiều nơi đều có chút không hợp ý, có lẽ là lão hòa thượng giá trị thì phải. Kết quả lại chọn được chỗ năm xưa lão hòa thượng sống ở liều cỏ tranh, mọi người đều rất vừa lòng. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, tháp Xá Lợi Pháp sư Thể Quang ở chùa Tháp Viện hoàn thành. Hòa thượng Hải Hiền và ba vị đồng tham đạo hữu ở trên núi kết nhà tranh cộng tu, tâm của chính mình thì an trụ trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Ngài không sáng tạp, tâm định rồi. Mọi người căn tánh không giống nhau, sở truyền từ sư phụ cũng không giống nhau, cho nên nội dung tu học của bốn người tự nhiên không giống nhau. Có tu thiền, có tu tịnh độ, có học giáo. Họ không phải một tông phái, không phải một pháp môn, thế nhưng có thể sống chung hòa mục, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có ca ngợi nhau, không có hỷ bán, không có phê bình, tranh luận. Không quan điểm riêng của từng môn phái, là tăng đoàn danh xứng với thực. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, mấy vị cư sĩ của Nam Dương đã làm một chuyến thăm hỏi lão hòa thượng. Lão hòa thượng bình tĩnh tường thuật câu chuyện vãng sanh này cho mọi người. Trong vườn rau có ba gian nhà, chúng tôi làm gì có nhà? Là của đội sản xuất, tôi dọn qua, dọn xong ba gian, tôi sống ở đó, phải trồng rau đấy. Các cư sĩ chưa nghe hiểu, rất ngạc nhiên hỏi: Cụ bà vẫn có thể trồng rau sao? Lão hòa thượng trả lời to tiếng hơn một chút: Việc đó chúng tôi vẫn làm tốt mà, có thể làm đó, chúng tôi trồng rau. Mẹ của ngài ăn chay từ nhỏ, cho nên lúc hai người xuống núi, hòa thượng Hải Hiền vẫn xách theo cái nồi riêng. Ngài nói: Chúng tôi có thể ăn cơm của người ta à, không được ngã mặn phá giới. Lão hòa thượng nhớ rất rõ ràng, ngài và mẹ là ngày 20 tháng 8 âm lịch từ trên núi xuống, qua năm cũng chính là ngày mùng 5 tháng 7 năm 1957, mẹ vãng sanh rồi. Một ngày trước khi bà vãng sanh, tự mình gói sủi cảo ăn và bảo hòa thượng Hải Hiền báo tin cho chị gái và em gái họ, bảo họ ngày hôm sau nhất định trở về. Bà còn giáo phó hòa thượng Hải Hiền giúp bà dời giường ra ngoài phòng. Bà muốn ngủ ở ngoài, bà nói với lão hòa thượng: Thầy à, già ra bên ngoài ngủ nhé. Lão hòa thượng hỏi: Mẹ ngủ bên ngoài làm chi? Bên ngoài nhiều muỗi. Bà nghiêng mặt nói rằng: Thầy có thể ngày mai để già chết trong phòng này không? Lão hòa thượng nhanh chóng đồng ý: Được, được.
Ngài đem giường đệm khiêng ra phòng, đặt ở ngay cửa lớn. Ngày hôm sau, chị của lão hòa thượng Hải Hiền và em gái họ đều đến, bà còn nấu cơm cho mọi người. Bà chỉ đường trắng và đồ hộp mà hai chị em họ mang đến, nói đã đem về rồi, có thể không cho dạ ăn sao? Bà ăn hết đồ hộp, ngay cả nước súp trong đồ hộp cũng uống hết. Sau đó báo cho mọi người biết, nói dạ uống hết nước rồi, buổi trưa hôm nay thì không ăn cơm nữa. Sau cơm trưa, bà vào nhà vệ sinh đã tiểu tiện. Sau khi trở lại, lại nằm một chút. Sau đó bà nói với lão hòa thượng Hải Hiền: Thầy à, dạ thức dậy ngồi một chút được không? Hòa thượng Hải Hiền nói: Cũng không bằng mẹ nằm ở đó đấy. Đúng ha, nằm ở đó một chút đúng ha. Nói xong bèn lại nằm xuống. Bà quay mặt qua, nằm nghiêng người. Bà bèn an tường mà nằm đó. Sau đó thở một hơi dài, vãng sanh rồi. Lão hòa thượng nói đến đây, khoa tay trái lên trên một cái, không có bị hành hạ gì. Mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền, một vị cư sĩ tại gia, giống như lão hòa thượng, không có đi học, không biết chữ, chỉ là một câu A-di-đà Phật, niệm cả một đời, bà 87 tuổi vãng sanh. Biết trước ngày giờ, không có đau bệnh, tự hành hóa tha. Sau nhiều năm, bà rời khỏi quê nhà, đột nhiên đề xuất muốn về quê. Trên thực tế là muốn về quê vãng sanh. Ở quê còn có con gái và cháu gái. Bà đi về là để cho con gái, cháu gái xem, để họ xem một câu A-di-đà Phật có thể giúp người ta ra đi thanh thản, tự tại đến như vậy. Cho nên trước khi bà vãng sanh, chiêu tập con gái, cháu gái cùng đến, cả nhà đoàn tụ rất là vui vẻ. Con gái của bà cũng chính là chị gái của lão hòa thượng Hải Hiền, tận mắt thấy mẹ mình vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên không lâu sau, khi mẹ vãng sanh, liền mang con trai cùng lên núi Đồng Bách xuất gia rồi. Người niệm Phật sống biết từ đâu đến, chết biết đi về đâu, hạnh phúc lắm, không có lo âu chút nào, không có chút sợ hãi nào. Nhiệm vụ hóa độ chúng sanh ở thế giới này đã xong một giai đoạn, tự mình công đức viên mãn, biết trước ngày giờ, không cần người khác trợ niệm, nói đi liền đi ngay, tự tại vãng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Người trong nhân gian có khổ của sanh, lão, bệnh, tử. Bốn loại khổ này người thông thường thật không dễ tránh khỏi. Của báo trong thế gian đều không thể giải trừ khổ sanh, lão, bệnh, tử. Nếu muốn giải trừ bốn loại khổ này, một câu A-di-đà Phật này có tác dụng. Một câu A-di-đà Phật này là bảo. Lão hòa thượng Hải Hiền, hoàng lão phu nhân mẹ của ngài, còn có pháp sư Hải Khánh sư đệ của ngài, ba người đều chỉ có khổ của sanh, không có khổ của lão, bệnh, tử. Đây là biểu hiện cho chúng ta xem. Điều kiện thời bấy giờ của hòa thượng Hải Hiền cực kỳ gian khổ. Chùa chiền là miếu nhỏ ở nông thôn, hương họ rất ít, toàn bộ dựa vào chính mình vất vả cần cù trồng trọt duy trì nó ấm. Cho nên sau ba ngày ngài niệm Phật cho mẹ, đành phải dùng một áo quan tài mỏng mai táng mẹ đơn giản. Ngài là con hiếu, tuy là sự bức bách của hoàn cảnh, nhưng trong tâm ngài vẫn thường xuyên bất an như ngày nào. Ngài vì việc này cảm thấy hổ thẹn, cho rằng có lỗi với mẹ. 8 năm sau, tình hình chuyển biến tốt rồi. Hòa thượng Hải Hiền, bạn muốn dựng bia cải táng cho mẹ. Không ngờ rằng đạo bộ hiện lên, mở quan tài ra, không thấy người rồi. Bên trong chỉ có mấy cái đinh lớn dùng đóng quan tài. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng có một ví dụ như thế này.
Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc, Đạt Ma Tổ Sư từ nước Nam Thiên Trúc, cách gọi nước Ấn Độ thời xưa, đến Trung Quốc truyền pháp. Sau khi viên tịch chôn ở Trung Quốc, sau mấy tháng, một người đến từ Tây Vực nói ông ta gặp được Tổ sư Đạt Ma ở Tây Vực. Còn nói Tổ sư Đạt Ma lúc đó một chân mang chiếc giày cỏ, một chân kia đi chân trần. Thời gian này vừa đúng mấy ngày sau khi chôn cất Đạt Ma Tổ sư. Mọi người không tin, ngày ấy đã qua đời rồi, làm sao có thể chạy đi Tây Vực được. Sau đó đạo quan tài lớn mở ra vừa xem, quả nhiên không thấy người đâu. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày cỏ. Sau hơn 1000 năm, chúng ta lại gặp được câu chuyện tương tự. Do đó có người nói mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát Tái Lai hay không. Trên lý nói như thế thì thông, nhưng trên sự không có chứng cứ, chúng ta phàm phu tục tử không có thần thông, không dám đoán liệu. Chương 8: Làm đội trưởng đội sản xuất. Năm 1966, văn hóa đại cách mạng bắt đầu. Hồng vệ binh đến chùa chiền thiêu hủy kinh sách, tượng Phật, phê phán nghiêm khắc, đổ tội cho tăng nhân giải đi diễu hành trên phố, còn ép buộc tăng nhân hoàn tù. Pháp sư Ấn Chí từng gọi Pháp sư Diễn Cường Thiết Cước Tăng. Năm xưa Hòa Thượng Hải Hiền có bị sắp đặt đến đội sản xuất hay không? Pháp sư Diễn Cường lòng đầy kính phục, không cần suy nghĩ nói ngay. Xuống đội sản xuất thì ngày ấy không có hoàn tục, thời kỳ vắng cách, tăng nhân khắp nơi cả nước đều bị yêu cầu hoàn tục. Những số ít đó trước sau không chịu, có số người cũng bị thử thách gây go không ít. Lúc bấy giờ Hồng vệ binh giao trách nhiệm tăng chúng chùa chiền nhất luật hoàn tục niên quán. Hồng vệ binh nói mọi người trên núi không cần có hòa thượng rồi, muốn về nhà thì về nhà. Hòa Thượng Hải Hiền nói tôi không có nhà, tôi không về nhà, không còn cách nào khác. Hòa Thượng Hải Hiền thì bị sắp đặt đến Ngô Gia Loan, đến núi Đồng Bắc tham gia lao động. Ngài làm đội trưởng đội sản xuất. Tuy là rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động, ngày trước sau vẫn mặc tăng phục, quyết không hoàn tụ, thật sự là ít thấy và đáng quý. Sau nhiều năm, lúc đệ tử hỏi lão Hòa Thượng Hải Hiền bây giờ tại sao kiên quyết không hoàn tục, lão nhân không có đi học này nói học đạo đương biết tâm là Phật, tu hành nên lấy giới làm thầy, xuất gia mà trở về nhà không bằng không nở hoa. Bây giờ không cho phép niệm Phật thì Hòa Thượng Hải Hiền âm thầm niệm trong tâm. Không cho phép lạy Phật thì Ngài âm thầm lạy vào buổi tối. Công phu của Ngài không có gián đoạn. Thời gian lao động trong đội sản xuất do Hòa Thượng Hải Hiền là người trung hậu lương thiện, đối xử với người hòa hợp êm thấm, mọi người đều mong muốn gần gũi Ngài. Lão Hòa Thượng họ Văn, cho nên mọi người đều thân thiết gọi là Văn Trai Công, ý nghĩa là nói Ngài là người ăn chay. Lúc trong đội sản xuất ăn cơm tập thể, trong đội nếu như có thức ăn mặn, Ngài liền ăn rau cải cạnh đồi. Tôi cứ hầm một ít củ cải ăn, tôi cai cái miệng của tôi không ăn mặn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói Trai Công tôi đây bất luận thế nào không được phép ngã mặn phá giới. Khoảng thời gian Hòa Thượng Hải Hiền trong đội sản xuất đó lao động niệm Phật, niệm Phật lao động vẫn như xưa. Những năm đó là không được niệm, dùng câu của Hòa Thượng Hải Hiền nói người ta không cho niệm đâu. Bởi vì sao? Toàn là quần chúng, quý vị dám niệm Phật à? Hòa Thượng Hải Hiền tất cả hằng thuận chúng sanh, không cho niệm Phật thì Ngài âm thầm niệm ở trong tâm, không được phép lạy Phật thì Ngài âm thầm lạy Phật trong đêm. Lúc chăn trâu
Sau khi Ngài xua trâu lên đỉnh núi thì tự mình ngồi trên tảng đá niệm Phật. Công khó mỗi ngày của Ngài không gián đoạn. Trên hình thức giảm thiểu một số, nhưng trong tâm không có giảm. Niệm niệm đều là Phật hiệu. Sau khi qua thời kỳ đầu vắng cách, tình hình có phần nới lỏng một ít. Hòa thượng Hải Hiền bàn rời khỏi đội sản xuất, lại trở về chùa. Ở ngay trong cái am nơi hoang vu hẻo lánh, không ai coi ra gì này, lại thành tựu được hai vị thần tăng làm chấn động vũ trụ. Nhục thân Bồ Tát Pháp Sư Thượng Hải Hạ Khánh và lão hòa thượng 112 tuổi Tự Tại Giảng Sanh Thượng Hải Hạ Hiền. Truyền sơ lược về nhục thân Bồ Tát Khánh Công. Sư họ Lý, Húy Phú Quý, tổ tiên ngụ tại Dự Đông Nam, huyện Tiết Dương, sinh vào năm Tuyên Thống cuối Triều Thanh. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đến trường, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu, biết lễ nghĩa. 11 tuổi quy y Tam Bảo, đến bái Pháp Sư Truyền Đông chùa Thanh Lương, núi La Hán, huyện Đông làm thầy Thế Độ, được ban pháp danh là Hải Khánh. Sư 42 tuổi vào thường trụ Lai Phật Cổ Tự, chuyên tu tịnh độ, thành thật niệm Phật. Năm 1989 thọ thêm giới cụ túc tại Bạch Mã Tự. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991, sư An Nhiên Thị Tịch tự tại giảng sanh, hưởng thọ 82 tuổi, 71 năm tuổi hạ. Sau 6 năm 9 tháng nhập sư vào chiếc chum sành lớn, sư huynh Ngài lão hòa thượng Thượng Hải Hạ Hiệt phát tâm làm lễ trà tỳ nhập tháp cho sư. Chum lớn mở ra, đại chúng đều kinh ngạc, chỉ thấy Khánh Công ngồi xếp bằng uy nghi, diện mạo như lúc còn sống, cho đến y phục mặc cũng chẳng hề hư hỏng. Tứ chúng biết là kim cang pháp thể, toàn thân xá lợi, liền thỉnh Ngài vào thờ trong chùa, ngày đêm lễ bái. Năm 2005, Đại Đức Quảng Châu, cư sĩ Lý Nguyên Thiêm, vui mừng khi biết đến thánh tích Khánh Công, vô cùng kính ngưỡng, liền phát tâm giác vàng cúng dường Ngài. Mới xem cuộc đời Khánh Công, dường như thấy rất là bình thường. Ngoài một câu thánh hiệu A-di-đà Phật ra thì không còn gì khác để nói. Nghiền ngẫm tỉ mỉ như thế, thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, lẽ nào sư đã thầm hợp với chỗ kỳ diệu của đạo sao? Trong tâm hội ngộ, bắt đầu tin đại đạo, rất giản dị, sanh Phật không hai, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Như thị mà thôi. Từng có người chuyên tu tịnh nghiệp tán thán sư là nhất cú di đà pháp trung dương, thất thập niên lai tâm trung tàn, bất tham thiền lý bất nghiên giáo, bất giải kinh chú hậu hà phương, tính thâm nguyện thiết trực niệm khứ, tự nhiên hoa khai cực lạc ban, lưu thử kim cang bất hoại thể, chứng chuyển pháp luân độ mê mang, tế quan Phật thủ để thùy xứ, kháp tự lục tổ giá từ hàng, kim kiền kỳ đảo liên đài hạ, cầu sư dẫn ngã xuất mộng hương. Nhục thân Bồ Tát. Ngôi chùa nhỏ trong thôn bé nhỏ này, tuy xem ra không tạo được sự chú ý, lại xuất hiện hai vị Bồ Tát thật sự. Một vị là lão hòa thượng Hải Hiền, còn có một vị pháp sư bất phàm có thành tựu, đó chính là pháp sư Hải Khánh. Pháp sư Hải Khánh cũng giống như hòa thượng Hải Hiền, không có đi học, không biết chữ. Hai người có cùng chung một điểm, đó chính là đều là người lão thật, đều là người nghe lời, đều là người thật làm. Pháp sư Hải Khánh cũng là người Hà Nam, 11 tuổi xuất gia, vào năm 42 tuổi đến thường trú chùa Lai Phật.
ngài chuyên tu tịnh độ. Lão thật niệm Phật, bá tánh xung quanh chùa Lai Phật đều biết pháp sư Hải Khánh đối đãi người trung hậu, thật thà, tính tình hiền lành, chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Ngài nói chuyện nói lắp rất nặng, chỉ có lúc đang niệm A Di Đà Phật mới nhả chữ rõ ràng. Pháp sư Hải Khánh cả đời sống cuộc đời bằng khổ, thế nhưng ngài rất vui vẻ ở trong đạo tràng người khác, không muốn làm những việc nặng, việc nhọc ngài đều làm hết, mà còn làm đến tâm sanh hoan hỷ. Một đời lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lúc ngài còn sống không ai xem trọng ngài, thế nhưng người phàm mắt thịt của thế gian đã nhìn nhầm ngài rồi. Ngài đã đợi lại kim cang mất khỏi thân, đây không phải là một người thường có thể làm được. Tháng chạp năm 1991, pháp sư Hải Khánh 82 tuổi tự tại sanh Tây. Sau khi ngồi trong chung 6 năm 9 tháng, lão hòa thượng Hải Hiền phát tâm trà tỳ nhập tháp cho ngài. Chung thọ mở ra, chỉ thấy pháp sư Hải Khánh ngồi xếp bằng sừng sững, diện mạo như còn sống, thậm chí quần áo trên người cũng không hư hỏi chút nào. Tứ chúng đệ tử liền đem nhục thân thờ cúng trong chùa. Mỗi lần mùng 1, 15, người ta đều đi lễ bái nhục thân của pháp sư Hải Khánh. Nhà nào gặp phải việc khó cũng sẽ đến cầu xin nhục thân Bồ Tát này. Chùa Lai Phật bởi vì xuất hiện nhục thân Bồ Tát, cũng vì thế trở nên hơi náo nhiệt chút. Khoảng trước sau năm 2000, có mấy người từ miền Nam đến, họ tìm đến lão hòa thượng Hải Hiền, thương lượng với hòa thượng nói: chùa Lai Phật quá sơ sài, tuổi thân trên nhục thân Bồ Tát rồi. Họ sẵn lòng đưa 5 vạn đồng tiền cho chùa, đem nhục thân của pháp sư Hải Khánh mang đến chùa to ở miền Nam thờ cúng. Lão hòa thượng Hải Hiền vô cùng có trí tuệ, ngài không trực tiếp từ chối họ, mà nói với họ rằng: tôi không phải ở trong cái chùa này, từ khi khai thiên lập địa không thể đưa ra quyết định được. Các ông đi đến trong thôn tìm cư sĩ Vương Xuân Sanh, chùa là ông ấy chủ trì xây dựng lại đấy, các ông phải thương lượng với ông ấy mới được. Mấy người này rất nghe lời, đi tìm cư sĩ Vương thương lượng. Cư sĩ Vương nghe họ vừa nói như vậy, vừa giận vừa cười, bạn nói với họ: đừng nói đưa 5 vạn đồng tiền cho chùa, các ông ngay cả đem 100 đồng đưa chúng tôi kéo về ba xe lửa, đều dùng vàng rồng làm điện đường của chùa Lái Phật, chúng tôi cũng không thể giao nhục thân của Khánh Công cho các ông. Vì sao lại có thêm mấy lần trò hề giống như vậy? Nhục thân Bồ Tát pháp sư Hải Khánh. Pháp sư Hải Khánh họ Lý, Quý Phú Quý, tổ tiên ngụ tại huyện Tất Dương của Đông Nam tỉnh Hà Nam, sinh vào năm Tuyên Thống cuối triều Thanh năm 1909. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đi học, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu biết lễ nghĩa. 11 tuổi pháp sư truyền Đông Thế Độ xuất gia ở chùa Thanh Lương, núi La Hán, Nam Dương. 42 tuổi vào thường trụ ở chùa Lai Phật, chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Năm 1989 thọ giới cụ túc tại chùa Bạch Mã. Ngày 11 tháng chạp năm 1991 âm lịch, tự tại vãng sanh, hưởng thọ 82 tuổi, tăng lạp 71 năm. Y theo quy tắc của nhà Phật, sau khi vãng sanh để ngài vào chung lớn, đa số là sau 3 năm mở chung. Nếu như thân thể không hoại thì lưu toàn thân, thân thể hoại rồi thì sau khi hỏa táng an táng lần nữa. Sau 6 năm 9 tháng pháp sư Hải Khánh ngồi trong chung, sư huynh của ngài lão hòa thượng Hải Hiền phát tâm mở chung. Không ngờ mở chung thọ ra, diện mạo hòa thượng Hải Khánh như lúc còn sống, ngay cả y phục trên thân cũng không hư hỏi chút nào.
mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng tán thán không ngớt. Thế là đem nhục thân của ngài vào thờ trong chùa Lai Phật. Năm 2005, có cư sĩ phát tâm cúng dường thiếp vàng nhục thân của ngài. Bóc dáng của Pháp Sư Hải Khánh thấp bé, vô cùng hiền từ. Các vị cư sĩ đều nói, nếu như luận về cần kiệm, Khánh Công cũng không thua kém gì Lão Hòa Thượng Ái Hiền. Lúc đó điều kiện của từ viện không tốt, thanh khổ cùng cực. Mùa đông, Pháp Sư Hải Khánh toàn thân bông vải. Áo bông này hiện được cất trong Kim Cang Quán chùa Lai Phật. Mùa hè, ăn mặc đơn sơ, nhưng cả ngày ngài đều vui tươi hớn hở, thường nở nụ cười. Ngài không thích nói chuyện. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, tính tình Khánh Công rất tốt, chưa bao giờ làm người khác sanh phiền não, bởi vì ngài có chút nói lắp, nói gì cũng nói không lưu loát, cho nên cũng không thích nói chuyện phiếm. Nhưng mà có một điểm, khi ngài niệm A Di Đà Phật không bị lấp. Vì vậy nên tôi chỉ nhớ rằng ngài thích niệm Phật. Pháp Sư Hải Khánh nói lắp nghiêm trọng, nhưng mà câu A Di Đà Phật này ngài niệm rất rõ ràng. Khi ngài niệm Phật, tiếng như chuông lớn, từng chữ tròn rõ. Ngài cũng chỉ biết một câu A Di Đà Phật này. Trước thời kỳ vắng cách, Pháp Sư Hải Khánh bị điều đến Trương Thôn Trang bên cạnh chùa Lai Phật tham gia lao động. Ban ngày không thể niệm Phật, thì ngài niệm trong đêm sau khi mọi người đều ngủ. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, lúc đó ông còn rất nhỏ, thích chơi cùng với Pháp Sư Hải Khánh. Buổi tối cũng phải đẩy giường sát nhau ngủ chung. Có lần nửa đêm, ông mơ mơ hồ hồ thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Pháp Sư Hải Khánh đang ngồi xếp bằng trên giường, giật cả mình, mau chóng đi tới đánh Pháp Sư Hải Khánh, hỏi ngài đang làm gì. Khánh Công nói, ban ngày không cho niệm Phật, tôi nhân lúc ban đêm niệm Phật một chút. Cả đời Pháp Sư Hải Khánh trì giới niệm Phật. Bình thường ngài đều chuyên niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu như có người chào hỏi ngài, ngài trả lời người khác lại là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy chục năm vẫn luôn như vậy. Pháp Sư Hải Khánh vô cùng hiền hậu, bá tánh ở phương viên đều rất tôn kính ngài. Nhưng mà không hiểu vì sao trong tự viện lại có người bắt nạt sỉ nhục ngài. Pháp Sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại trừ một câu Phật hiệu, cái gì ngài cũng không biết. Khi người khác vào chánh điện, ngài chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật. Trong tự viện không có ai coi trọng ngài. Những công việc dơ nhất, nặng nhọc nhất trong tự viện đều là do ngài làm. Bởi vì tự viện còn có mấy mẫu đất cằn, vì vậy mọi người thường thấy Pháp Sư Hải Khánh vác theo cái sọt, vai vác cái sảng đi khắp nơi dọn phân. Có lần một vị cư sĩ đến chùa Lai Phật, lúc đó tự viện vẫn còn trâu cày. Có người chỉ vào Pháp Sư Hải Khánh ở đằng xa nói với bà, chính là người đang đứng dựa vào chân tường. Hòa thượng hướng mặt về phía đông, người khác đều xem thường ông ấy. Ông ấy chỉ biết dọn phân, thường trở về tự viện không kịp giờ cơm. Có cơm thì ăn một ít, hết cơm thì không ăn. Pháp Sư Hải Khánh thường đem theo dụng cụ ra ngoài dọn phân, nhặt củi, nhặt đá vụn rải đường. Khi trở về cơm nguội rồi thì ăn một ít, hết cơm thì đói một bữa. Ngài không bao giờ oán than, cũng không nổi giận. Những thực phẩm như trái cây, bánh khô, đường viên dân cúng ở từ viện, vì thời gian cúng lâu, có số thực phẩm biến hư hỏng nổi mốc. Người khác lừa hết những đồ ngon, còn lại những gì hư hỏng cho hết Pháp Sư Hải Khánh. Ngài cũng không có chút gì giận dữ. Có người nói, những thức ăn này không thể ăn thì cho trâu ăn đi. Pháp Sư Hải Khánh nói, trâu già kéo cày, kéo bừa, ăn cỏ khô đã đủ cực khổ rồi,
không thể để nó ăn những thức ăn này, tôi không thể thọ dụng là tôi có tội nghiệp, không thể tiếp tục đi hãm hại trâu. Thế là Ngài đem những thức ăn đó đều chôn xuống bên cạnh rễ cây hoặc rải trong đồng ruộng. Một vị cư sĩ nói: Lão Hòa Thượng sống rất cần kiệm. Pháp sư Hải Khánh nói: Phật Tổ đang nhìn đó, ngẩng đầu ba thước có thần linh, vạn vật đều có Phật tánh, nên thọ dụng thế nào thì thọ dụng thế ấy. Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng. Có vị thầy vân du tứ phương đến qua đêm ở tự viện, tự xưng biết đoán mạng, nói đã tính được dương thị của Pháp sư Hải Khánh đã tận. Thầy ấy nói với người làm cơm ở trái đường: Tốt nhất đừng cho Pháp sư Hải Khánh ăn cơm nữa, cũng đừng uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ đợi chết đi. 4 ngày sau, cư sĩ hộ pháp Vương Xuân Sanh đến từ viện, nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, thì hỏi Ngài có ăn cơm hay không. Ngài nói ăn. Cư sĩ Vương lập tức tìm Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Hai người, một người nhóm lửa, một người cán bột làm mì, làm một nồi mì nước. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ngồi trên giường của Pháp sư Hải Khánh, dùng cái vai của mình đỡ Ngài. Cư sĩ Vương từ tốn đúc Ngài từng muỗng một. Pháp sư Hải Khánh ăn một lần hết 4 tô, dần dần tỉnh lại. Cư sĩ Vương hỏi Ngài uống nữa không. Pháp sư Hải Khánh nói: Nếu trong nồi còn, uống thêm chút cũng được. Hòa Thượng Hải Hiền và cư sĩ Vương đều thấy đau lòng mà nghẹn ngào khóc. Hai người lo lắng Pháp sư Hải Khánh cố uống nên không cho Ngài tiếp tục uống nữa. Cư sĩ Vương muốn đi tìm vị thầy đón mạng ấy nói lý lẽ, nhưng bị Pháp sư Hải Khánh ngăn cản. Ngài nói: Đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác. Trong tự viện có vị hòa thượng xuất thân làm lính, bình thường thích la mắng người khác. Ngài thấy Pháp sư Hải Khánh không vừa mắt, thường xuyên nói kháy Ngài. Các vị cư sĩ có lúc không bỏ qua được, liền đi nói lý lẽ với vị hòa thượng đó. Nhưng Pháp sư Hải Khánh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng nói với vị hòa thượng mắng Ngài: Thầy tiêu nghiệp chứng cho tôi lên Cực Lạc Quốc. Nhìn vào nhục thân 3 la mật của Pháp sư Hải Khánh, người khác bắt nạt Ngài, hủy bán Ngài, trêu chọc Ngài, Ngài cảm ơn người khác giúp Ngài tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của Ngài thực sự tiêu trừ, vì vậy mới đi tự tại như vậy, để lại nhục thân xá lợi. Không những thân thể không bị thối rữa, cả y phục cũng không hư hỏng. Có đứa trẻ 16 tuổi họ Đào dắt theo đứa trẻ khác đến tự viện chơi. Nó thấy Pháp sư Hải Khánh lão thật, liền dùng lời nói ô tục chửi mắng Ngài, còn dùng cây gậy nhỏ đánh đầu của Ngài. Pháp sư Hải Khánh nghiêng đầu cười mà nói: Con muốn kết duyên với thầy sao? Nói với ba mẹ: Thầy nhận con làm đệ tử, dạy con niệm A-di-đà Phật, đi học giỏi làm việc tốt, lớn lên rồi nhà con đời đời đều phú quý. Niên đại 80 của thế kỷ 20, chùa Lấy Phật vẫn chưa sử dụng nước máy, tăng chúng uống nước đều nhờ vào cái giếng nước cạn từ đào. Mỗi khi trời hạn, trong giếng không có nước, chỉ có thể đến thôn gánh nước uống. Có lần khi Pháp sư Hải Khánh đến thôn gánh nước, bị một con chó cắn đến thương tích đầy mình. Chủ nhân con chó biết được chạy lại, vung roi da trong tay để đánh con chó này. Pháp sư Hải Khánh ngăn cản ông lại, nói: Con chó này nhìn thấy thì cắn tôi, chứng tỏ kiếp trước khi tôi làm chó đã cắn qua nó, bây giờ nó cắn lại tôi. Cái nợ này đúng lúc kết thúc. Nếu như ông đánh nó, làm tâm nó oán hận, vậy thì cái oán này sẽ tiếp tục kết. Thương tích tôi chịu cũng uống rồi. Ngài xin thôn dân một ít bột mì đắp lên vết thương.
lại mượn kim chỉ khâu lại y phục một cách đơn giản. Sau đó cũng không quên lấy mỗi thùng nước một nửa rồi gánh về tự viện. Còn có một lần khi Pháp Sư Hải Khánh nhặt phân bên cạnh con lừa, bị con lừa đá ngã nhào. Chủ nhân con lừa lật đật đến nhiều ngày dậy, hỏi ngài bị thương như thế nào. Pháp Sư Hải Khánh nói: "Tôi không sao cả, ông mau tới xem chân con lừa có bị thương không." Ngài đối với người, việc, vật thật sự làm được chân thành, bình đẳng, cung kính. Một hôm, Pháp Sư Hải Khánh đang gánh phân đi, một người thanh niên đạp xe đạp chạy về hướng ngài. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Pháp Sư Hải Khánh không kịp tránh qua, thoát chốc bị đụng té bên cạnh đường mương, phân văng ra đầy mình ngài. Người thanh niên này không những không xin lỗi mà chửi Pháp Sư Hải Khánh bị té bên đường mương, nói cản đường đi của anh ta. Lúc này có người vác cái xẻng đi ngang đường này, vừa thấy người thanh niên này ngang ngược vô lễ, tức muốn vung mạnh cái xẻng đánh anh ta. Pháp Sư Hải Khánh nằm ở đường mương, lập tức lên tiếng ngăn cản ông ta rằng: "Đừng đánh anh ta, đừng đánh anh ta, đừng trách anh ta, đều là lỗi của tôi." Hòa thượng Hải Khánh chịu thiệt thòi, người khác bắt nạt ngài, ngài đều cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận. Thiệt thòi là phước, người chịu thiệt thòi có phước. Từ những việc này có thể thấy, thành tựu của ngài là tu từ nhẫn nhục ba la mật. Kinh Kim Cang nói: "Nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành vô nhẫn." Bá tánh của tám thôn mười dặm đều biết hòa thượng Hải Khánh trung ngậu thành thật, tính tình hiền lành. Các thôn dân bất luận ai có chuyện, ngài đều tận tâm tận lực giúp đến cùng. Đầu tháng Chạp năm 1973, thời tiết lạnh lẽo, Trương Thôn Trang có một con nghế mới vừa ra đời mười mấy ngày bị té xuống giếng sâu hơn 10 mét. Đây là giếng nước duy nhất trong thôn có hơn 300 năm lịch sử. Thành giếng toàn bộ dùng gạch xanh xây thành, miệng giếng có 4 miếng gạch bao quanh. Trên thành giếng có rất nhiều chỗ đã bị ăn mòn thành động. Nghế con trong quá trình vùng vẫy đã có miếng gạch rớt xuống đáy giếng, cực kỳ nguy hiểm. Có người nói vì một con nghế con không cần phải mạo hiểm cứu đâu, nhưng nếu không đi cứu con nghế này, nó bị kẹt trong giếng, mấy trăm người này uống nước là vấn đề khó khăn rồi. Một nhóm người đứng nhìn nhau, nhìn con nghế hơi thở yếu ớt, không vùng vẫy được nữa, nhưng không có ai chịu xuống giếng. Lúc đó hòa thượng Hải Khánh đang lao động ở thôn. Hôm đó đúng lúc ngài đi qua đường này, thấy tình cảnh như vậy, không do dự nói để ba người thanh niên gan dạ kéo sợi dây thừng đưa cái thang xuống, bản thân ngài đi xuống dưới giếng. Hòa thượng Hải Khánh trong giếng rất khó khăn để cởi áo bông để quấn vào thân nghế con, lại dùng dây thừng buộc nó lại để người khác từ từ kéo nghế con lên trên. Nghế con được cứu rồi, nhưng trong khi kéo Pháp Sư Hải Khánh lên, một miếng gạch rớt xuống đúng lúc đập trúng đầu của ngài. Mặt của ngài liền nhuộm đầy máu tươi. Sau khi lên, vài người tới quanh ngài để băng bó. Hòa thượng Hải Khánh không bằng lòng cười và nói: "Máu tôi chảy là Phật Tổ kêu tôi làm cái ký hiệu trên mặt." Bên cạnh có một vị phụ nữ trung niên họ Trình, vốn không tin Phật, lúc đó không kìm lòng được mà nói: "Người ăn chay niệm Phật thật tốt." Sau này, sau khi cô học Phật, vô cùng cung kính người già, thường làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Có vị cư sĩ nói: "Khánh Công chính là một người thực thực tự tại như vậy. Ngài không có văn hóa, không nói được đạo lý lớn, nhưng trong cuộc đời tu hành mấy chục năm, ngài vẫn luôn dùng hành động thực tế để thuyết minh Phật Pháp.
Hoằng dương Phật pháp. Rất nhiều vị cư sĩ lớn tuổi khi tưởng nhớ về Hòa thượng Khánh Công, điều đồng thanh mà nói, thường xuyên nhìn thấy Hòa thượng Hải Khánh khiêng vác dụng cụ làm ruộng, chẻ củi nhặt phân, tu sửa cầu đường. Tháng 8 năm 1975, mấy ngày liên tục mưa tầm tã, làm cho mực nước con sông nhỏ phía Tây Trương Thôn dâng trào, làm sập cây cầu đá đã hơn 100 tuổi. Lúc đó Hòa thượng Hải Khánh vẫn còn trong đội sản xuất, và một số thôn dân cùng nhau đem theo dây thừng, sợi thép đến cứu nghi. Nhưng mà mấy chục người tận lực làm cả buổi sáng cũng không tu sửa được cây cầu đá, bởi vì có một cục đá nặng 1000 cân bị trôi trong bùn, lấn cách cây cầu hơn 5 mét. Mọi người đều nói nếu như cục đá này không dời lại đây, cây cầu này sẽ vĩnh viễn bị hủy. Trong lúc mọi người đang chán nản thất vọng, Hòa thượng Ái Khánh chậm rãi nói: sắp đến trưa rồi, để tôi thử xem. Sẽ không đợi người dân ở nơi này gặp khó khăn vì không có cầu để qua lại. Hòa thượng Ái Khánh đụng chuyện không lúng túng, bình tĩnh ung dung, không sợ gian khó. Ngài im lặng quan sát tỉ mỉ cục đá bị rơi vào trong bùn lắng, nói thầm trong miệng một lát: thực ra mọi người biết Ngài đang niệm A-di-đà Phật, nhưng chính sách lúc đó không cho phép, không thể niệm Phật lên tiếng. Sau đó dùng một sợi thép và 2 cây gậy gỗ lớn, quả thực là cậy cục đá trong bụng lắng ra ngoài, chỉ thấy cục đá đó lăn mấy vòng tự vào bên cạnh trụ cầu. Mọi người đều đặc biệt kinh ngạc. Có người hỏi Pháp Sư Hải Khánh sao lại làm được như vậy. Ngài khiêm tốn cười và nói: đó toàn là A-di-đà Phật gia trì. Lúc đó đường cái vẫn còn là đường đất, mỗi khi trời mưa thì mặt đường bị ngập hư, vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy Hòa thượng Hải Khánh mang theo cái xẻng đi sửa đường. Ngài không thích nói một câu chuyện phiếm, càng không khoe công lao của bản thân mình. Sau khi làm việc về trễ thì ăn chút cơm nguội, có lúc cả cơm nguội cũng không còn thì ăn ít màng thầu nguội. Khi đó chính phủ nông thôn đều được Ngài làm cảm động, khi họp kêu gọi cán bộ đảng viên đều phải học tập sư phụ Hải Khánh của chùa Lai Phật. Thời kỳ cuộc sống vô cùng gian khổ, trong 3 năm khó khăn của lão Hòa thượng Hải Khánh, thường xuyên cứu nghi giúp người. Ngài ở bên đường lớn bố thí cháo và nước cho người qua đường. Bản thân Ngài thiếu ăn ít uống, nhưng lại thường xuyên chịu đói, đem thức ăn, nước uống tặng cho người khác. Những việc làm này người lớn tuổi bản địa ai ai cũng biết. Lúc đó Hòa thượng Hải Khánh ăn cơm là dùng cỏ tranh làm thành cái chén. Bản thân Ngài khai khẩn một miếng đất hoang, đã trồng một ít khoai lang và cây cao lương. Rất nhiều người còn nhớ Ngài thường xuyên tự mình hấp khoai lang hoặc là trộn rau dại món cháo cao lương, dùng chén cỏ tranh cho người qua đường ăn. Khi mới trùng kiến lại chùa Lai Phật, chỉ có 3 phòng cỏ tranh nhỏ, một cái chảo nhỏ, nấu cơm nhờ nhóm rễ cỏ tranh, cuộc sống rất khó duy trì. Nhưng Hòa thượng Hải Khánh vẫn một mực kiên trì nấu nước sôi, sau đó ngâm lá cây liễu vào thau sành cho người qua đường uống. Lão hộ pháp cư sĩ Đảng vào nhiều năm sau từng hỏi Hòa thượng Hải Khánh: những ngày tháng khổ như vậy, làm sao Ngài chịu đựng được vậy? Lão Hòa thượng Hải Khánh nói: toàn là nhờ A Di Đà Phật đó. Hậu đức thiện hành của Ngài đã vô hình ảnh hưởng sâu sắc tới bá tánh ở phương này. Mùng 1, 15 mỗi tháng, mọi người đều đi lễ bái nhục thân của Hòa thượng Hải Khánh. Người ai gặp phải vấn đề nan giải cũng sẽ đến cầu nhục thân vị Bồ Tát này. Cũng như lão Hòa thượng Hải Hiền, lão Hòa thượng Hải Khánh cũng không rời Phật pháp mà hành thế pháp, không bỏ thế pháp mà chứng Phật pháp,
xem những ngôn hành khi Ngài trụ thế, đó gọi là chân tu hành. Tu hành không phải một ngày niệm bao nhiêu vạn tiếng Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh. Không phải vậy. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của Ngài được tương ứng với Bồ Tát. Hòa thượng Hải Khánh cũng không có đi học, không biết chữ, chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này thì không có gì hết. Ngài là tiêu chuẩn của một môn thâm nhập trường thời huân tu. Sau khi Ngài vãng sanh, lưu lại nhục thân bất hoại, toàn thân xá lợi. Đây cũng là chứng minh cho chúng ta một câu Phật hiệu có thể làm đại sự, đại sự viên mãn, đại sự cứu cánh. Không cần kinh điển, câu Phật hiệu này thì có thể làm xong hết. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Câu chuyện của lão Đức Hòa Thượng. Hòa Thượng Hải Hiền thường xuyên, thậm chí không sợ phiền, mà kể câu chuyện của Hòa Thượng Lão Đức cho mọi người nghe. Hòa Thượng Lão Đức và Hòa Thượng Hải Hiền là người đồng liêu. Từ nhỏ mất cha, theo mẹ ăn xin qua ngày. Vào ngày đông vô cùng lạnh giá, hai mẹ con Lão Đức vừa đói vừa rét đi đến chùa Kim Sơn ở huyện Chí Đồng, trấn Bình Thị, van nài pháp sư trụ trì hải tham từ bi thu nhận, và hy vọng pháp sư có thể thu nhận Lão Đức làm đệ tử. Pháp sư Hải Tham không nhận lời cho Lão Đức thế độ, mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát để Ngài bái Vi Đà Bồ Tát làm thầy. Bởi vì Lão Đức đần độn, cho nên mẹ của Ngài gọi Ngài là Lão Ngai. Ngôn ngữ của bên Nam Dương, Ngai và Đức đồng âm, cho nên truyền lâu, Lão Ngai đã biến thành Lão Đức rồi. Lão Đức đã xuất gia như vậy, Ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có pháp danh, càng không được thọ giới. Từ đó, người dân trấn Bình Thị xa mấy chục dặm đều nhớ Hòa Thượng Ngai. Một người mỗi ngày vác túi vải trên vai ra ngoài hóa duyên. Pháp sư Hải Tham dạy Ngài khi đi đường niệm A Di Đà Phật. Quả nhiên Ngài thành thật vừa đi vừa niệm. Những người phụ nữ và đứa bé nghịch ngợm trong thôn thấy Ngài đần độn, thường lấy Ngài làm trò cười. Hòa Thượng Lão Đức cũng không giận, chỉ là chắp tay thi lễ với người, trong miệng vẫn là không ngừng mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người trêu chọc Ngài nói: Lão Đức, ông cúi lạy một lạy, tôi cho ông lương thực. Lão Đức nói: không có Phật, không có cúi lạy. Người ta chỉ vào một tảng đá nói: bên trong đó có Phật. Hòa Thượng Lão Đức buông túi vải xuống, quỳ xuống đất, dập đầu lạy tảng đá. Mọi người cảm thấy trò này vui nên thường xuyên trêu chọc Ngài. Thời gian lâu rồi, trán của Hòa Thượng Lão Đức dập thành cái bao trứng gà lớn.
Có một số người càng quá đáng hơn, chỉ vào phân trâu nói với hòa thượng lão đức, nói bên trong này có Phật. Hòa thượng lão đức nói có Phật, tôi lạy Phật. Nói xong dập đầu xuống lạy phân trâu. Có một lần có người đợi sợi dây lên tai của ngài rồi nói: lão đức, tôi cột ông ở bên đây rồi, ông không động đậy được đâu. Hòa thượng lão đức liền đứng ở vị trí đó khóc. Ngài cứ đứng như vậy dưới nắng mặt trời rất lâu không động đậy. Sau này có người đi qua nơi này hỏi ngài vì sao khóc. Ngài nói bị người khác cột lại rồi. Người ta hỏi ngài dùng cái gì cột lại. Ngài nói dùng dây. Người đó nói cột ở đâu. Ngài nói cột cái lỗ tai rồi. Người qua đường lấy sợi dây từ trên tai ngài xuống, nói với ngài tôi cởi ra cho ngài rồi, ngài có thể đi. Lão đức lập tức ngưng khóc mà cười, rồi chắp tay niệm Phật thi lễ với người đó. Mỗi lần hòa thượng lão đức hóa duyên trở về tự viện, nhất định đến quỳ lạy Vi Đà Bồ Tát trước tiên, nói với Bồ Tát sư phụ con về rồi. Sau đó đem những đồ vật hóa duyên được đem đến chánh điện cúng Phật. Ban ngày ngài ra ngoài hóa duyên, ban đêm lạy Vi Đà Bồ Tát, quanh năm suốt tháng ngày nào cũng vậy. Tháng chạp năm 1954, hòa thượng lão đức bị bệnh rồi, nhưng mà từ chối thuốc thang. Ngài liền hỏi ngày nào là mùng 8 tháng chạp. Mỗi ngày đều hỏi mấy lần. Pháp sư Hải Tham hỏi riêng ngài, ông cứ hỏi mùng 8 tháng chạp làm gì vậy? Hòa thượng lão đức trả lời rằng sư phụ tôi nói với tôi ngày mùng 8 tháng chạp A Di Đà Phật đến rước con về. Pháp sư Hải Tham thầm nhớ trong tâm, âm thầm tán thán. Chẳng mấy chốc đã tới mùng 8 tháng chạp. Ngược lại hòa thượng lão đức không hỏi nữa. Có người nói với ngài hôm nay chính là mùng 8 tháng chạp, rốt cuộc ông muốn làm gì vậy? Lão đức nghe xong câu này hình như rất ngạc nhiên mà nói vậy sao, vậy tôi đi đây. Ngài nhờ người đem đến một bồn nước tắm, tắm rửa sạch sẽ thay y phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà tịch. Hai năm sau khi lão hòa thượng lão đức vãng sanh, vẫn có một truyền thuyết được lưu truyền như vậy. Có vài thương gia đến Vũ Hán làm ăn, họ ở gần phố Vũ Hán gặp được hòa thượng ngay đang vác túi vải trên vai đi hóa duyên. Mọi người nói giống lão đức nên đã tiến tới chào hỏi, nói lão đức sao ngài lại đi đến Vũ Hán vậy? Hòa thượng ngay nhìn họ cười mà nói hóa duyên mà. Mọi người nói cùng chúng con đi về thôi. Hòa thượng ngay nói mấy ngày nữa tôi mới về. Khi mấy thương gia từ Vũ Hán trở về, khi họ nói với người dân trấn Bình Thị ở đầu phố Vũ Hán gặp được lão đức, mới biết rằng lão đức đã vãng sanh 2 năm rồi. Nhưng mà họ một mực khẳng định mà nói người họ gặp được là hòa thượng lão đức. Câu chuyện của hòa thượng lão đức chúng xuất gia ở Nam Dương không ai biết. Trong Đồng Bách Huyền Chí cũng có ghi chép lại vị hòa thượng lão đức này. Hòa thượng lão đức tự truyền thực ở chùa Kim Sơn trấn Bình Thị, bản tính ngây ngô, đi vệ sinh không biết tránh né người khác, không biết đối khác, đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, không dừng lại nhìn, hành tích kỳ lạ khiến người ta khó đoán. Hằng ngày đi hóa duyên trong thôn, làm trò cười cho phụ nữ và trẻ con, buổi tối lễ bái Di Đà, cả đêm không ngủ. Mỗi lần lạy Phật đầu đụng đất phát ra tiếng đến nỗi sưng trán. Cứ vậy mười mấy năm, quanh năm suốt tháng. Vào mùa đông năm 1954 bị bệnh nằm trên giường, từ chối thuốc thang, mỗi ngày
đều hỏi ngày nào là mùng 8 tháng Chạp. Mọi người thành thật trả lời, cho đến ngày mùng 8 tháng Chạp, đức tắm rửa, thay y phục, ngồi ngay ngắn, niệm Phật, viên tịch. Hòa thượng Lão Đức, Lão Hòa thượng Hải Hiền, Hòa thượng Hải Khánh, sư đệ của Lão Hòa thượng Hải Hiền, các ngài đều một đời một câu Phật hiệu. Phương pháp tu hành của các ngài đều là lạy Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Cuộc sống của các ngài không rời Phật hiệu, công việc cũng không rời Phật hiệu, đối người tiếp vật Phật hiệu không gián đoạn. Chỉ có lúc ngủ không niệm Phật, nhưng mà sau khi tỉnh dậy Phật hiệu lại tiếp nối. Các ngài niệm Phật thành thói quen, trong tâm thật sự có A Di Đà Phật. Đây là tấm gương của người niệm Phật. Chương 27: Khi làm việc không làm lỡ niệm Phật. Công việc của Lão Hòa thượng Hải Hiền là làm ruộng, là lao động. Những công việc lao động đó ngài đều rất thuần thục, cho nên trong lúc lao động ngài không cần suy nghĩ, chỉ cần niệm Phật. Khi pháp sư Ấn Chí, đệ tử của Hòa thượng Hải Hiền, nhớ lại Lão Hòa thượng nói, Lão Hòa thượng vừa lao động vừa niệm Phật, rất ít lên tiếng. Lão Hòa thượng cả đời một câu thánh hiệu A Di Đà Phật là kiên định không lay động, niệm niệm không quên. Bởi vì ngài gặp người khác là khuyên người phải niệm Phật, bản thân ngài không thể không niệm Phật. Lão Hòa thượng Hải Hiền làm thế nào tu thành vậy? Chính là một câu Phật hiệu này, ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng, bất luận đang làm việc gì, trong miệng vẫn niệm A Di Đà Phật. Bất luận đang làm việc gì, ngài cũng không làm lỡ việc tu hành của chính mình. Công việc của ngài không trở ngại tu hành, sinh hoạt không trở ngại tu hành, đối người tiếp vật không trở ngại tu hành. Sự tu hành và công việc, sinh hoạt của ngài dung hòa thành một thể. Pháp sư Ấn Vinh, đệ tử của Lão Hòa thượng, nhìn thấy sư phụ mỗi ngày bận từ sáng đến tối, nghĩ trong tâm, Lão Hòa thượng đã ở tuổi này rồi, không nên để ngài làm những việc như vậy. Một ngày nọ, pháp sư nói với sư phụ, những việc làm này giao cho tụi con làm đi, sư phụ chỉ niệm Phật là được rồi. Nhưng Lão Hòa thượng nói với pháp sư, khi làm việc không làm lỡ niệm Phật đâu. Bất luận Lão Hòa thượng làm gì, Phật hiệu của ngài cũng không gián đoạn, 92 năm không gián đoạn. Trên cơ bản, Lão Hòa thượng Hải Hiền là niệm thầm hoặc trì kim cang, trong tâm niệm Phật, miệng không động gọi là niệm thầm, miệng động nhưng không có tiếng, đây là trì kim cang. Tiếp xúc với Lão Hòa thượng lâu rồi thì sẽ phát hiện, bất luận đi đứng nằm ngồi, ngài luôn nhẹ nhàng nhếch môi. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Dùng tâm tín nguyện, thâm tín thiết nguyện, nguyện vọng khẩn thiết, nhất hướng chuyên niệm. Chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu. Chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hy vọng đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Vậy là đúng rồi. Nếu như không phải thật gì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, không có thâm tín nguyện, dù có nhất hướng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh.
Cho nên chân tín, chân nguyện là điều kiện đầu tiên bắt buộc phải có để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dưới đây niệm lão khai thị cho chúng ta kiếm kỳ vô cùng cung kính nguyện cầu đương thế hành nhân. Đương thế là hiện đại, các đồng học hiện đại tu tịnh độ. Thận mạc sơ văn tịnh tông dị hành. Thận là cẩn thận, dè dặt, nhất định không nên hiểu nhầm. Nghe nói tịnh tông là đạo dễ thực hành, liền sinh khinh mạng. Đối với pháp môn này, tông phái này, liền sanh tâm khinh mạng, tức là không tôn trọng nó. Vì sao vậy? Vì nó là đạo dễ hành. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là đạo khó hành. Đạo khó hành, quý vị có thể hành thông không? Quý vị hành không thông. Đạo dễ hành, con đường này là con đường quý vị nhất định đi qua được. Trong đời này quý vị thật sự có thể thành tựu, không những không thể khinh mạng, phải có tâm tôn trọng, tâm cảm ơn. Phật A-di-đà biết căn tánh chúng ta rất hạ liệt, dùng pháp môn này giúp đỡ ta, thành tựu ta. Nếu như khinh mạng, tính tâm phù phiếm, chí nguyện trì hoãn, miệng nói tịnh nghiệp, tâm luyến duyên trần, bốn chữ này vô cùng quan trọng. Trong tâm còn tham luyến ngũ dục lục trần, còn tham luyến thế gian này, cầu sanh như vậy đợi đến năm lượng. Quý vị xem cầm tin 12 con giáp có con lừa không? Đến năm con lừa quý vị mới thành tựu, không có năm con lừa. Đây là lời cổ nhân thường nói, nghĩa là chắc chắn quý vị không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, phải triệt để buông bỏ mọi trần duyên, không còn mảy may tham luyến nào. Đại sư dạy điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền. Không bị vọng tình ngăn che lôi kéo, dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng. Tuy không hy cầu, mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm sáu thời chỉ đem một câu niệm Phật chấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tự tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử,
chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế, ngày đêm 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui mà song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của bạn đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, dòng niệm không sanh, nhưng người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau, tức không bị thất lạc. Và như thế thì động tình cũng như một, mình cùng người không khác. Phật A Di Đà thường hiển hiện, sự an điểm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền. Không bị vọng tình ngăn che lôi kéo, dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng. Tuy không hy cầu, mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm 6 thời chỉ đem một câu niệm Phật trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tự tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử, chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế, ngày đêm 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui mà song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của bạn đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, dòng niệm không sanh, nhưng người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau, tức không bị thất lạc. Và như thế thì động tình cũng như một, mình cùng người không khác. Phật A Di Đà thường hiển hiện, sự an điểm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền. Không bị vọng tình ngăn che lôi kéo, dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng. Tuy không hy cầu, mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm 6 thời chỉ đem một câu niệm Phật trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tự tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử, chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế, ngày đêm 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui mà song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của bạn đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, dòng niệm không sanh, nhưng người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau, tức không bị thất lạc. Và như thế thì động tình cũng như một, mình cùng người không khác. Phật A Di Đà thường hiển hiện, sự an điểm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Dưới đây cũng là lời của Đại sư Ngầu Ích.
chỉ quý tính đắc cập, thật sự tin tưởng, thủ đắc ổn, trực hà niệm khư, không chút hoài nghi, tu đến trình độ không hỗn tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, hoặc trú dạ thập dạng, hoặc ngũ dạng, tam dạng, dĩ quyết định khuyết di chuẩn. Phương pháp niệm như thế nào? Phải xem hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Mỗi ngày niệm được 10 vạn tiếng, hoàn cảnh sinh hoạt của họ chắc chắn là rất tốt. Vì sao vậy? Vì họ không cần làm gì, ăn uống đi lại đã có người hầu hạ, có người lo cho họ. Đây là người có phước báo rất lớn, có thể niệm được 10 vạn, 5 vạn hoặc 3 vạn đều là người có phước báo lớn. Niệm ba dạng thì dễ hơn. Tôi thấy có những lão cư sĩ tuổi lớn, sau khi về hưu, họ cũng học thiền, cũng học mật tâm, cũng học giáo, và cũng niệm Phật. Đến lúc hơn 80 tuổi về hưu rồi, cảm thấy sức mình không tu được thiền giáo mật tâm, cuối cùng bỏ hết rồi quyết một lòng niệm Phật. Họ nói với tôi mỗi ngày niệm ba vạn tiếng. Chính xác. Giả lại tuổi đã cao rồi, ba vạn tiếng như thì họ niệm bằng cách nào? Ba vạn tiếng là số điểm, mỗi ngày không thiếu một tiếng. Họ ở nông thôn, ở đó đi bộ, ăn sáng xong họ ra ngoài đi bộ, đi một vòng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ là niệm xong 3 vạn tiếng Phật hiệu. Mỗi bước họ niệm một danh hiệu Phật, tức là họ đi 3 vạn bước, vừa thể dục vừa niệm Phật. Phương pháp này rất tốt, của Ấn Quang Đại Sư, không cần điện, tức là danh hiệu Phật này 10 câu 10 câu niệm mãi như thế. Phương pháp này có thể nhiếp tâm. Pháp môn niệm Phật là quan trọng công phu chân thật, không quan tâm niệm Phật bao nhiêu tiếng. Quý là ở chỗ nhiếp tâm, tức là phải không nghi ngờ, không tạp loạn. Không nghi ngờ, không tạp loạn, tuy không phải là chân tâm, nhưng nó tương ưng với chân tâm, tiếp cận với chân tâm. Sức cảm ứng của nó rất mạnh, cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Nếu có hoài nghi, có hỗn tạp, thì không có cảm ứng. Đức Phật dạy chúng ta, yêu cầu chúng ta một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Còn dạy chúng ta rằng tâm tịnh ắt quải Phật tịnh. Tùy một ngày niệm 10 vạn tiếng, nhưng tâm không thanh tịnh, tập khí phiền não còn nặng, thì không thể giảng sanh.
đó chỉ là nói trong thiện căn. Tuy thiện căn phước đức sâu dày, nhưng duyên giảng sanh chưa đủ, thì kiếp này chưa được giảng sanh. Đại sư Ngầu Ít nói trong bài này, quyết định được giảng sanh, tức thử nhất sanh thể vô cải biến. Không thay đổi này là nhất tâm bất loạn. Nhược bất đắc giảng sanh giả, tam thị chư Phật tiện khoái ngữ. Đây là quyết định được giảng sanh. Công phu của họ đều từ chỗ kiên trì niệm danh hiệu Phật mà thành tựu. Thành tựu niệm Phật tam muội, thành tựu tương ứng với Phật. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, họ buông bỏ hết, không còn gì cả. Người này chắc chắn được giảng sanh. Hữu dân yếu đạo nhất tâm bất loạn cảnh giới, diệt vô tha thuộc. Đây cũng là lời của Ngẫu Ích Đại Sư. Quý vị hy vọng niệm đến nhất tâm bất loạn cũng không ngoài phương pháp này. Phương pháp đó là gì? Tối sơ hạ thủ, tu dụng số châu, kỹ đắc phân minh, khắc định khóa trình, quyết định vô khuyết, cửu cửu thuần thuộc, bất niệm tự niệm, nhiên hậu kỹ số diệt đắc, bất kỹ số diệt đắc. Tổ sư khuyên chúng ta nên dùng phương tiện ban đầu. Phương tiện ban đầu là dùng chuỗi hạt. Vì sao vậy? Vì thời khóa đó quý vị đã định rồi. Người thời này, nếu bảo họ mỗi ngày niệm một vạn tiếng, họ không bao giờ làm được. Vậy phải bảo họ niệm như thế nào? Bảo họ mỗi ngày niệm 1000 tiếng, họ mới có thể làm được. Một sâu chuỗi có 108 hạt, bảo họ niệm 10 sâu như vậy, điều này họ có thể làm được. Từ từ sẽ được. Niệm như vậy 3 năm, 5 năm, rồi khuyên họ tăng lên, hướng lên nâng cao. Ban đầu quy định nhiều quá, sau đó rất khó kiên trì. Điều này từ trước đến giờ đều có. Thậm chí bản thân chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên ban đầu quy định thời khóa ít một chút, dần dần rồi tăng thêm, như vậy là tốt. Đây là hiện tượng tiến bộ, hiện tượng nâng cấp. Quy định quá nhiều rồi sau đó ít lại là hiện tượng thụt lùi, là hiện tượng từ cao rơi xuống thấp. Hiện tượng này không tốt. Vì thế quy định thời khóa cho người mới học nên định ít lại. Tốt nhất là bảo họ nghe kinh. Nghe kinh giúp cho họ được 2 điều. Thứ nhất là giúp họ tĩnh tâm. Thật sự nghe hiểu rồi thì họ tin tưởng. Cho nên nói là đoạn nghi sanh tín. Vì sao con người không thể tiếp nhận pháp môn này? Mặt trời đã xế bóng mà đường về còn xa, sao vẫn còn chần chừ? Một môn xin thâm nhập, thề nguyện thoát ta bà, buông bỏ đời sống cũ, đóng cửa học làm tăng. Thông biết rằng có Phật,
xin thứ tội si ngơ. Ở dưới có dòng gạch đỏ của mẹ. Cứu lửa cháy đầu là đem những việc giết lách, giao tiếp thù tà, đối đãi trong thế gian, tất cả hiện giờ phải buông xuống, chân tín thiết nguyện, ngay lập tức hạ công phu, đóng cửa tịnh khẩu, tận hết lòng này, lấy niệm Phật làm chính. Phía sau là dòng thơ của cư sĩ Hạ Liên Cư. Dưới chân có sợi dây vô hình trói, nên mới lạc lối, chẳng biết đường. Nếu muốn tám gió thổi không động, hãy lấy một câu mà định công. Một câu này chính là một câu A-di-đà Phật. Từ đây mà định công. Phàm phu chúng ta, khi đối trước cảnh giới, nhân, sự, vật, nhất định sẽ bị lay chuyển, chỉ ít tâm cũng dao động. Duy chỉ có một câu Di-đà lão thật mà niệm, tuân theo định khóa của đại sư Ngẫu Ích. Ít nhất mỗi một ngày niệm 30.000 câu, mỗi một câu đều phải phân minh, hễ 10 câu thì ghi nhớ con số, không được tùy miệng niệm qua, mơ hồ con số. Cứ thế mà niệm cho chân thật, nhất định thoát ta bà. Kế bên ghi chú định khóa, chuẩn bị quy định mỗi ngày niệm 3 dạng câu. Phía bên dưới xin đọc tiếp thơ của Ngài Hạ Lão. Khuyên người học Phật là việc dễ, tự chứng Bồ Đề là việc khó. Nếu chẳng một phen xương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát hương thơm. Đây là lý do vì sao mùi hương của hoa mai không thể tỏa đi được, bởi vì nó chưa trải qua cái giá rét thấu xương của mùa đông. Đã có 2 câu là: khuyên người học Phật là việc dễ, khuyên có Tây Phương là việc cực khó. Đây là 2 câu nguyên văn của Hạ Lão Liên Cư. Hôm nay sửa thành: khuyên người học Phật là việc dễ, tự chứng Bồ Đề là việc khó. Bởi vì mẹ của tôi rất thích khuyên người niệm Phật. Khuyên người niệm Phật vẫn còn dễ, tự mình chứng quả Bồ Đề quả thật là rất khó. Cho nên tôi đã sửa lại. Hôm nay sửa câu này là sự cảnh sách nhắm thẳng vào trong tâm. Ngẫu Ích đại sư nói: quý ở cái tâm niệm khích khao, nhớ số chắc thật, theo đó mà niệm tới, hoặc là ngày đêm 10 dạng, hoặc 5 dạng, hoặc 3 dạng, cũng quyết định không để thiếu số. Phải một đời này giữ không được thay đổi. Nếu không được giảng sanh, thì chư Phật 3 đời đã nói lời vọng ngữ. Ngẫu Ích đại sư nói: quý ở cái tâm niệm khích khao, nhớ số chắc thật, theo đó mà niệm tới, hoặc là ngày đêm 10 dạng, hoặc 5 dạng, hoặc 3 dạng, cũng quyết định không để thiếu số. Phải một đời này giữ không được thay đổi. Nếu không được giảng sanh, thì chư Phật 3 đời đã nói lời vọng ngữ. Một người chưa hiểu gì, chưa học gì nhiều, thậm chí có người không biết chữ, Pháp sư Đàm Hư trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục nói rằng: một pháp sư phơi đèn cầy, pháp sư này tên gì tôi quên mất rồi. 30 năm trước tôi giảng kinh ở Hồng Kông có nghe nói. Pháp sư này là thầy Hương Đăng. Thầy Hương Đăng tức là người phụ trách hương đèn và thắp hương trên chánh điện. Pháp sư quản lý những việc này. Vào tháng 6, mọi người phơi áo quần, kinh sách trong chùa đều đem ra phơi. Hồi trước là dùng dây đóng sách. Những kinh sách này phải phơi, mỗi năm phải phơi 1 lần. Có người nói đùa với pháp sư rằng: thầy Hương Đăng à, những cây đèn cầy đó thầy cũng đem ra phơi đi. Quý vị xem,
thật rất thật thà, thầy liền mang đèn cày ra phơi. Thầy phơi đến chiều thì đèn cày đó chảy tàn hết. Hết cách rồi, buổi tối khi đại chúng tụng kinh thì thầy đem cái tim đèn cày đã chảy tàn đó đốt lên. Chẳng người nào nhịn cười được. Thầy Duy Na tìm đến vị trụ trì, làm sao bây giờ? Ông ta khờ đến như vậy. Vị trụ trì này rất giỏi. Ngài trụ trì biết nhìn người, người này sau này có thể thành tựu. Đây là một nhân tài. Vị trụ trì nói, được rồi, đổi người khác. Bảo ông ta đừng làm hương đăng nữa. Bảo ông ta đến chùa A Dục Dương lạy Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Quy định ông ta một ngày 3.000 lạy. Lạy Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy lạy như vậy 3 năm thì liền khai ngộ. Thầy có thể làm thơ, có thể sáng tác kệ, có thể giảng kinh. Từ chỗ không biết gì cả biến thành thông tất cả. Đó là gì? Cổ kim trong ngoài. Bí quyết của người thành công, thầy có đủ. Bí quyết này là mấy chữ? Thật thà vâng lời. Quý vị thấy thầy thật thà vâng lời, bảo thầy phơi đèn cày, thầy liền mang đèn ra phơi. Thầy đúng là biết vâng lời và thực hành điều đó. Chỉ cần có đủ 6 chữ này, chắc chắn con người sẽ thành tựu. Chúng ta quan sát thật kỹ, cổ kim trong ngoài, phàm là người thành tựu, chắc chắn phải có đủ 6 chữ này. Cho nên nói mấy vị thầy giáo của chúng tôi chỉ cần có đủ điều kiện 6 chữ này là tốt rồi. Tôi tin rằng sau 10 năm quý vị sẽ có sự thành tựu lớn. Phương pháp này của Phật A-di-đà thực tế quá tuyệt vời. Tuyệt diệu không sao nói được. Chính là dùng một câu Phật hiệu. Là thật, hoàn toàn không phải giả. Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết câu Phật hiệu này, đã lãng quên nó. Nếu thật sự biết, tôi tin rằng quý vị sẽ từng giây từng phút ở đây niệm Phật, không để thời gian uổng phí. Vì sao? Niệm Phật có được niềm vui lớn. Nếu nói những thứ khác là sanh phiền não, còn niệm một câu Phật hiệu là sanh niềm vui rất lớn. Vì biết rằng niệm câu Phật hiệu này sẽ thành Phật. Suy nghĩ bậy bạ sẽ đọa vào tam ác đạo, sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Chúng ta bây giờ là muốn trôi lăn trong lục đạo luân hồi hay muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật? Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả. Muốn trôi lăn trong luân hồi lục đạo thì cứ niệm Phật tùy tiện. Nhớ đến thì niệm, không nhớ thì thôi. Như vậy là sao? Tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Thử nghĩ lại xem, từ sáng đến tối trong tâm ta niệm gì? Là ý niệm tự tư tự lợi nhiều, ý niệm danh văn lợi dưỡng nhiều, ý niệm được mất nhiều, hay là ý niệm Phật A-di-đà nhiều? So sánh một chút là biết ngay. Suốt ngày hôm nay ta làm gì? Sau đó sẽ biết
Thế giới cực lạc tùy tố, nhưng đời này ta có thể đến đó được hay không thì ta sẽ hiểu. Không cần hỏi người khác. Hỏi người khác họ sẽ nói lời khách sáo để không tổn thương mình. Đều là nói ông được, ông tốt, ông không tệ, đời này nhất định được giảng sanh. Ta được giảng sanh hay không làm sao họ biết được? Ta được giảng sanh hay không hỏi Phật A-di-đà, Phật A-di-đà cũng không biết. Chỉ có chính mình mới biết. Đây đều là sự thật. Lời nói an ủi người của các bậc thánh hiền trong thế xuất thế gian rất nhiều. Đây không phải là sai lầm quá lớn, mà các ngài đều quan sát căn cơ. Họ sẽ không trách cứ ai. Vì sao? Phật độ chúng sanh là đời này qua đời khác, chứ không phải chỉ một đời này. Đời này không muốn đi là vì nghiệp chướng ta nặng, không đi được. Cũng để ta hoan hỷ niệm vài câu Phật hiệu, để A Lại Gia thức trong một chút thiện căn, đời sau kiếp sau gặp lại sẽ độ. Nếu ta muốn hỏi đời nào mình được giảng sanh, thì trong đời đó câu Phật hiệu ở trong tâm phải nhiều hơn, nhiều lần tạp loạn. Ví dụ chúng ta nói 24 giờ, 20 giờ trong tâm chỉ để câu Phật hiệu, 4 giờ tạp loạn. Như vậy có năng lực rời xa quái ta bà này. Nếu nói tôi một ngày niệm Phật 12 giờ, còn 12 giờ suy nghĩ lung tung, không chắc được, vì điểm số chỉ có 50 điểm. Đời này có được giảng sanh hay không là chưa biết. Nhất định phải vượt qua. Khẳng định được giảng sanh là 24 tiếng đồng hồ không để một phút có tạp niệm, người này nhất định giảng sanh. Trong tâm thật có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra điều gì cũng không có. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần. Người này nhất định giảng sanh. Mỗi việc đều hỏi người khác. Hỏi quỷ thần, tôi được hay không được? Nói một câu là ta còn hoài nghi. Nghi là chướng ngại lớn nhất của bậc tinh tấn Bồ Tát. Không nghi sao lại hỏi người khác? Điều đó không cần. Trong tâm nếu thật sự có Phật, chắc chắn được giảng sanh.